Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay có một pha vượt đỉnh bất thành trong cái bối cảnh là đêm hôm qua khi mà thị trường chứng khoán Mỹ đón nhận những cái thông tin rất là tích cực về cái chỉ số CPI nó xuống ở một cái mức mà em đánh giá là thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Và hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều cái câu chuyện để bàn về cái thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện tại, bởi vì em đang nhìn thấy một cái cơ hội rất lớn, cái cơ hội này nó đang đến rất gần rồi anh chị. Và khi mà nó đang đến rất gần như vậy thì mọi người phải lưu ý là gì? Là chúng ta hãy coi thật kỹ cái video này để nhìn ra những cái cơ hội đó. Và trong cái video này em sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư một cái hướng dẫn về một cái dạng mô hình chạy nước rút trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại để cho mọi người tìm kiếm những cái cơ hội trong cái thời điểm mà thị trường rung lắc hiện tại nha anh chị. Và điều đầu tiên cũng chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh đầu tư nghiêm túc ông Toàn Vlog, và mọi người vào thì nhớ like video cũng như là chào em một cái để chúng ta bắt đầu cái chương trình tối ngày hôm nay. Rồi, điều đầu tiên thì chúng ta cùng đi nói sơ qua cho anh chị về cái yếu tố về vĩ mô trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại. Em sẽ nói cho anh chị một cách ngắn gọn và đơn giản dễ hiểu nhất cho mọi người hình dung được cái bối cảnh vĩ mô thời điểm hiện tại nó như thế nào. Đầu tiên thì cái chỉ số về CPI của Mỹ nó đang nói đến về cái chính sách về lãi suất trong giai đoạn sắp tới, mà cái yếu tố mà nước ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến cái bối cảnh thị trường Việt Nam đó chính là cái yếu tố về lãi suất, mọi người lưu ý. Vậy thì với cái yếu tố về CPI nó giảm mạnh như vậy thì chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn tăng lãi suất của Mỹ trong giai đoạn vừa rồi. Vậy thì trong tương lai, bởi vì chứng khoán là kỳ vọng về tương lai anh chị, mọi người hình dung này, tương lai chúng ta sẽ đón nhận những cái chính sách về lãi suất không còn nhiều hơn nữa, nó không còn có thể tăng mạnh về lãi suất nữa mà chỉ có thể chỉnh lại ở đó hoặc có thể giảm lãi suất trong cái thời gian sắp tới, đúng không cả nhà? Do đó về xét về yếu tố vĩ mô ngoài nước thì rõ ràng là đang có yếu tố tốt dần lên của yếu tố vĩ mô về lãi suất, mà lãi suất nó lại là cái yếu tố quan trọng nhất, nó tác động trực tiếp đến cái thị trường chứng khoán không chỉ của Việt Nam mà nó là toàn thể thế giới, mọi người lưu ý cái đó. Yếu tố thứ hai chúng ta bàn về cái yếu tố vĩ mô trong nước thì anh chị thấy cái gì? Cái yếu tố tác động trực tiếp đến cái bối cảnh thị trường chúng ta nó tạo ra một cái cú gì? Cú hoảng loạn cao độ, đó chính là yếu tố về các thông tin về bất động sản. Những cái yếu tố về bond trái phiếu cũng như yếu tố về tăng lãi suất trong cái chu kỳ vừa rồi. Vậy thì mọi người lưu ý nè, trong bối cảnh thời điểm hiện tại chắc chắn không thể nào mà cái yếu tố vĩ mô nó còn xấu hơn được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam người ta đã hạ lãi suất trước rồi anh chị. Hạ lãi suất rồi. Đây là bối cảnh tiền rẻ rồi anh chị. Không phải là tiền rẻ mà bối cảnh là hạ lãi suất. Yếu tố thứ hai đó chính là những cái yếu tố về bất động sản. Những cái thứ mà xấu xa nhất nó đã phản ánh vào giá cổ phiếu cũng như là giá của thị trường rồi. Mọi người thấy không? Cái giá cổ phiếu trong cái giai đoạn vừa rồi, trong 6 tháng trước thì nó có những cái cổ phiếu nó chiết khấu 90 đến 95%. Vậy thì còn gì nữa chị? Có nghĩa là cái gì xấu nhất nó đã qua và chúng ta đang hướng về những cái điều tốt đẹp nhất. Và thị trường chứng khoán đó chính là nhìn về tương lai của thị trường. Mọi người lưu ý, do đó yếu tố vĩ mô cực kỳ tuyệt vời trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nói về yếu tố vĩ mô thì em cũng hướng dẫn cho chị về một cái góc nhìn như thế này nè. Trong cái hồi xưa em nhớ không nhầm là trong cái bối cảnh năm 2019 của thị trường, cái lúc đó là thời kỳ mà sau cái sóng bất động sản khu nghiệp á, thì thị trường chúng ta nó cũng có một cái pha tích lũy rất là dài ở đây. Và đêm hôm đó em nhớ là đêm hôm thứ năm ở đây nè, đêm hôm thứ năm thì thị trường Việt Nam nó đón nhận một cái thông tin rất là vui của cái thị trường tài chính ở Mỹ, đó chính là Fed hạ 0,25% lãi suất đấy. Và khi mà Fed hạ lãi suất thì mọi người thấy là những cái chỉ số về chứng khoán Mỹ, anh chị nhìn giúp em đó là gì, nó tạo ra một cái cú bùng nổ và sau đó nó đi lên đâu đó khoảng 1, 2, 3 tháng, hơn 3 tháng đi lên. Tuy nhiên ở Việt Nam cái bối cảnh nó hoàn toàn ngược lại. Khi mà cái yếu tố thông tin về về hạ lãi suất đó nó lại tác động hoàn toàn ngược lại đến với thị trường Việt Nam khi mà cái sự bùng nổ đi lên và nó dập xuống như thế này anh chị. Sau đó một cái cú spin khi mà yếu tố gì? Yếu tố về Covid-19 xảy ra. Có nghĩa là em nói cái này để mọi người hình dung như thế nào. Yếu tố vĩ mô á, nó là cái sự phân hóa rất là lớn, là thứ nhất. Thứ hai là gì, nó là một cái quá trình tác động chứ không phải là một vài phiên như thế này như thế kia. Nên là khi mà nhìn về cái yếu tố vĩ mô, chúng ta hãy nhìn về tương lai, liệu trong tương lai nó còn có xấu hơn thế này nữa hay không đấy. Nếu mà xét về bối cảnh thời điểm hiện tại thì mọi người hình dung trong tương lai nó còn xấu như thế này nữa hay không, để chúng ta có cái góc nhìn về đường dài. Và khi có góc nhìn về đường dài thì chúng ta tự tin trong cái quá trình đầu tư của chúng ta. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là gì anh chị? Yếu tố thứ hai thì yếu tố vĩ mô nó cũng chả quan trọng gì đâu.
Đấy, các nói cái này thì sẽ có rất nhiều anh chị phản bác, nhưng mà quan điểm của hệ thống đánh sóng ngắn ông Tàng Vlog á, thì cái yếu tố vĩ mô nó gần như nó không quá quan trọng, bởi vì gần như những cái yếu tố vĩ mô nó đều được thể hiện ở giá và khối lượng của hầu hết các cổ phiếu, nó tạo ra cái yếu tố thị trường. Giống như cái việc mà khi thị trường Việt Nam chưa hạ lãi suất, khi mọi thông tin nó còn rất là xấu thì thị trường chúng ta tạo đáy, thì khi mà thị trường tạo đáy thì chúng ta biết à kiểu gì thì kiểu trong tương lai gì mọi thứ nó sẽ tốt lên. Cũng giống như cái việc mà khi thị trường nó tích lũy như vậy thì chúng ta thấy được là gì, tương lai chắc chắn nó sẽ có một cái pha đẩy giá của thị trường. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy tương lai sẽ có pha đẩy giá thị trường gọi là uptrend á, thì lúc đó chúng ta biết chắc một điều là vĩ mô kiểu gì nó cũng tốt lên. Có nghĩa là tất cả những cái thứ về vĩ mô khi anh chị phân tích nó đều đã được tổ chức, người ta biểu hiện thông qua các hành động trong cái đồ thị. Đó, mọi người có hình dung không? Và rõ ràng tổ chức là những cái dòng tiền thông minh, họ phân tích vĩ mô tốt hơn chúng ta, họ biết nhiều hơn chúng ta, thông tin họ nắm được nhiều hơn chúng ta. Do đó, cái hành động của họ lúc nào cũng trước chúng ta, và cái hành động của họ được thể hiện trên đồ thị. Mọi người có thấy vậy không? Và khi mà nó thể hiện trên đồ thị như vậy, đó là một cái lợi thế cho những cái anh chị em nào mà đọc đồ thị. Và đối với những cái nhà đầu tư mà lần đầu tiên coi cái kênh YouTube của ông Tàng Vlog, thì em xin giới thiệu qua về kênh YouTube của em. Kênh YouTube ông Tàng Vlog á, là một cái kênh mà tìm kiếm cái cơ hội nằm trong sóng ngắn. Có nghĩa là gì? Là chúng ta kiếm tiền dựa vào sóng ngắn của thị trường. Và khi thị trường nó xuất hiện những cái sóng ngắn, thì đó chính là những cái thời cơ của chúng ta để đánh vào thị trường này. Giống như cái cách mà chúng ta đang đánh vào cái ngành chứng khoán trong cái bối cảnh 2 tháng trước đó. Trong cả một năm trời chúng ta ngồi ngoài thị trường, và cách đây 2 tháng thì chúng ta bắt đầu gì, bắt đầu vào tiền để đón con sóng về chứng khoán. Từ thời điểm mà 2 tháng trở lại đây, cái khoản lợi nhuận từ cái ngành chứng khoán gọi là sóng ngắn nó đem lại cho chúng ta một cái khoản rất là lớn, và đó chính là cái phương pháp của ông Tàng Vlog. Nên là mọi người khi mà nghe kênh thì mình định dạng được là ông Tàng Vlog là đánh về sóng ngắn và không quan tâm quá nhiều đến vĩ mô đâu anh chị nhá. Rồi mọi người đợi em 30 giây. Chúng ta tiếp tục. Bây giờ trở lại với cái thị trường chung thì chúng ta cần phân tích một số cái vấn đề như như sau để mọi người hình dung được. Và anh chị nhớ giúp em là khi mà thị trường nó tạo ra những cái cú rung lắc này thì đó chính là cái cơ hội rất tuyệt vời cho mọi người. Nên mọi người hãy nghe hết cái video này, vì tí nữa em sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư một cái kỹ thuật về nhìn vào những cái mô hình chạy nước rút của thị trường trong cái giai đoạn này. Nó rất đặc biệt nên là mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Điều đầu tiên thì chúng ta cùng đi phân tích cái thị trường chung của chúng ta. Thị trường chung của chúng ta nó là một cái giai đoạn tích lũy, và trong rất nhiều video trước em đã bảo với anh chị là gì, nó vào sóng rồi. Từ những điểm này là đã bảo nó vào sóng rồi, đúng không? Và thị trường của chúng ta nó có một cái pha xác nhận đủ tốt, đủ mạnh mẽ ở đây. Với cái pha xác nhận như vậy thì gần như con sóng chính thức bắt đầu, con sóng nó chính thức bắt đầu. Tuy nhiên cái sóng chính thức bắt đầu này em lại chia ra làm nhiều cái giai đoạn, bởi vì cái thị trường nó mới chỉ khởi đầu sóng thôi, nhưng mà đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó đã trải qua được một cái giai đoạn sóng rồi. Ví dụ dòng chứng khoán nó đã đi lên từ những cái thời điểm này rồi, với những cái cổ phiếu leader như là FTS, BSI và rất nhiều những cái cổ phiếu như là SHS rồi các thứ đấy, nó đi lên từ thời điểm đó. Và sau đó là các cổ phiếu penny, nó cũng là những cái thằng mà leader cái thị trường này trong cái bối cảnh thị trường nó chưa vượt được cái mô hình tích lũy nó đấy. Vậy thì sao? Vậy thì đó em phân chia là cái giai đoạn một của thị trường, gọi là cái giai đoạn khởi động cho sóng, gọi là cái giai đoạn là gì, giai đoạn khởi động cho sóng. Và giai đoạn sắp tới sẽ là cái giai đoạn hai, gọi là cái giai đoạn đánh chính sóng. Cái này thì trong các video trước em có chia sẻ rất cụ thể, mọi người có thể nghe lại các video. Và trong cái giai đoạn số 2 đánh chính sóng thì chắc chắn cái dòng dẫn nó sẽ thay đổi, là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là phân khúc dòng tiền nó sẽ thay đổi. Vậy thời điểm tại chúng ta hãy đặt một cái câu hỏi đơn giản thôi. Chúng ta đang ở đâu trong cái giai đoạn 1? Còn giai đoạn 2 thì chưa tới. Giai đoạn 2 chưa tới. Vậy thì giai đoạn 1 á, là cái sự leader của những cái cổ phiếu penny và những cái cổ phiếu penny ngành chứng khoán. Và thời điểm hiện tại thì chuyện gì xảy ra chị? Trong video trước em nói là gì? Em nói là thị trường này nó đang xuất hiện những cái dấu hiệu về cái việc kết thúc cái giai đoạn 1. Và hôm nay nó có một cái dấu hiệu rất quan trọng, đó chính là cái yếu tố về cái cổ phiếu ngành penny nó sàn hàng loạt. Đúng vậy nhỉ? Nó sàn hàng loạt. Và khi mà các cổ phiếu penny nó sàn hàng loạt thì đây chính là một cái dấu hiệu cực kỳ quan trọng cho cái việc là dòng tiền đang có xu hướng thay đổi về yếu tố về chu kỳ. Dòng tiền nó sẽ
khỏi Benny và nó sẽ tìm đến những cái cổ phiếu có khả năng chạy nước rút trong giai đoạn tới để thị trường bước vào cái giai đoạn 2. Đấy, và cùng đi phân tích lại một cái yếu tố thị trường nữa cho anh chị hình dung nè. Đầu tiên thị trường của chúng ta nó có những cái gap, mà quan điểm cá nhân của em đây chính là những cái gap về sức mạnh. Đây nè, gap số 1 nè, gap số 2 nè, và gap số 3 nè. Trong cái bối cảnh mà thị trường nó tạo gap này thì nó đang tạo ra cái gì anh chị? Nó đang, đây nè, gap thứ 4 nè, nó có bốn cái gap và nó đang tạo ra cái bước ngoặt cho thị trường. Thị trường giai đoạn trước nó là tích lũy, bỗng nhiên có một cái lực cầu mạnh kết hợp với những yếu tố về khối lượng tăng dần lên, đó gọi là chân sóng đó anh chị. Khối lượng tăng dần lên kết hợp với những cái gap, điều đó thể hiện là thị trường sau giai đoạn tích lũy bỗng nhiên có một cái lực đánh cực kỳ mạnh đánh vào thị trường, nó tạo ra thị trường những cái cú bung lên thật là mạnh. Và những cái gap này, quan điểm của em đó chính là những cái gap sức mạnh, bởi vì khi anh chị nhìn về cái chỉ số VN Index nó không thể hiện rõ được sức mạnh đó đâu, mà mọi người phải nhìn vào gì, nhìn vào các cổ phiếu. Tí nữa em sẽ đi phân tích cho mọi người dễ hình dung. Nhìn vào các cổ phiếu anh chị mới thấy cái sức mạnh của thị trường nó lớn cỡ nào. Và khi thị trường của chúng ta nó giao dịch ở quanh vùng 1120, đó là cái vùng kháng cự tâm lý mà em nói với anh chị là cái chỉ số thị trường gần như nó không quan trọng nữa. Bởi vì khi thị trường nó vào sóng rồi thì mọi người nhớ cho em một cái câu thần chú: thị trường vào sóng, dòng tiền nó tăng dần lên như thế này nè, thì sóng nó có thể kích hoạt đâu đó khoảng từ 6 tháng đến 1 năm, thậm chí nếu dài là 2 năm. Và khi mà sóng mà nó kéo dài như vậy thì cái chỉ số nó còn quan trọng nữa hay không? Câu trả lời là không. Tất cả mọi cái vùng kháng cự, mọi vùng rung lắc của nó chỉ là cái gì? Chỉ là những cái yếu tố về tâm lý thôi. Ví dụ nhà đầu tư mình nhìn về 1120, nói thật với nhà đầu tư là hôm nay em phải làm video phân tích cho mọi người về chỉ số thị trường chung, chứ em còn không nhớ cái chỉ số thị trường nó đang là bao nhiêu nữa. Nói thật với nhà đầu tư như vậy. Nhưng mà vì phải làm video nên em phải coi cái chỉ số thị trường chung nó như thế nào. Đấy, và hôm nay em trình bày cho anh chị về cái yếu tố là cái chỉ số thị trường nó không quá quan trọng, bởi vì thị trường nó đã đi lên rồi. Tuy nhiên cái yếu tố về chu kỳ nó mới quan trọng, nghĩa là giai đoạn 1 của thị trường nó đang kết thúc, chuẩn bị bước vào cái giai đoạn 2, gọi là giai đoạn chính sóng, giai đoạn chạy nước rút của các cổ phiếu trên thị trường. Đúng cả nhà. Thì ở giai đoạn này chúng ta thấy là khi thị trường nó về cái vùng mà kháng cự rất lớn của nó là vùng 1100 thì thị trường nó xuất hiện một cái phiên bán rất là mạnh, nhưng mà nó khác hoàn toàn với những cái phiên này, khác hoàn toàn với những phiên này. Bởi vì sao? Sau những cái phiên bán này thì thị trường nó giảm điểm, còn sau phiên bán này thị trường nó kéo lên với thanh khoản tương đối lớn, thanh khoản gần như không suy giảm. Điều này nó thể hiện cho anh chị là dòng tiền vẫn tiếp tục hoạt động ở đây. Và khi mà thị trường của chúng ta nó rơi về những trạng thái này thì trong rất nhiều phiên giao dịch trước, từ vùng này là em đã kêu anh chị là gì, không mua mới nữa. Bởi vì em nhận diện ra được cái vấn đề vùng này đang là cái vùng thay đổi chu kỳ. Có nghĩa là những cái thằng nào đang tăng trong cái giai đoạn này này thì cái vùng này sẽ là cái vùng mà nó phân phối cái hàng ra. Nó giống như những cái con như CTD này. CTD này, anh chị nhìn, đây là phân phối. Và khi phân phối như vậy thì nó sẽ gì? Nó sẽ kết thúc một cái nhịp đánh ở đây trước khi tái tích lũy trở lại hoặc là rơi trở lại, mọi người lưu ý. Hay là những cái con như BMP này, đấy, đây là những cái cổ phiếu mà nó có xu hướng là leader cái giai đoạn 1 của thị trường. Vậy thì với những cái yếu tố nó đánh như thế này, thường nó sẽ tạo ra những cái nhịp tái tích lũy, có nghĩa là gì? Là nó bán chốt lại đó chị, bán chốt lại. Thì đây là những cái cổ phiếu mà nó thuộc về gì? Những cái cổ phiếu dẫn dắt trong cái giai đoạn vừa rồi. Đấy, vậy thì cái vùng này không phải là cái vùng để anh chị giải ngân vào cái cổ phiếu liên tục, mà đó là cái vùng mà anh chị phải xem xét cái vấn đề là danh mục của mọi người nó có an toàn hay không, để mọi người cơ cấu danh mục ra. Và khi cơ cấu để làm gì anh chị? Để đón cái giai đoạn 2 của thị trường. Bởi vì giai đoạn 1 nó đang đi đến hồi kết rồi anh chị, đi đến hồi kết rồi. Và quay trở lại với thị trường thì em phân tích như sau nè. Với cái thị trường Việt Nam mới bứt phá đỉnh thì chắc chắn nó chưa thể nào nó mạnh được, mặc dù nó có những cái dấu hiệu để báo hiệu cho anh chị là gì, sắp tới thị trường nó sẽ rất mạnh sắp tới nha. Vì sao? Vì thị trường này nó có những cái gap phía dưới, cái gap mà tăng điểm. Ví dụ như thị trường năm 2020 đi, nó có những cái gap này thì mọi người biết là gì, nó sẽ rất mạnh. Và mặt của nó là ở đây này, mặt nó ở đây này. Đấy, ví dụ như ở đây khi mà nó tăng điểm, nó có những cái gap này và những cái gap này nó không lặp lại, nó báo hiệu cho chúng ta là một cái thị trường rất mạnh. Còn sau đó nó rung lắc là bình thường anh chị, rung lắc là bình thường. Cái vấn đề là mình hiểu được là thị trường giai đoạn sắp tới sẽ rất mạnh thì mọi người biết phải làm gì? Biết phải tìm kiếm những cái cơ hội mà kiếm tiền, đúng không? Đừng có hô thị trường sập nữa, đừng có phân tích về một cái thị trường rơi nữa, mà chúng ta hãy phân tích về các cổ phiếu nào đạt những cái điểm mua để chúng ta giải ngân, đơn giản như vậy thôi anh chị. Và hôm nay á, em trong cái room cộng đồng An Toàn Vlog, em cũng chia sẻ cho nhà đầu tư những cái kiến thức, cái khái niệm để nhận diện được là hôm nay thị trường nó sẽ điều chỉnh,
với cái góc độ về một cái kỹ thuật đó anh chị, gọi là kỹ thuật về nhìn về tốc độ giao dịch của thị trường đó anh chị. Ví dụ như là hôm nay, hôm qua rồi, hôm qua em chia sẻ từ hôm qua, có nghĩa là với cái việc mà khi mà thị trường chúng ta nó mở những cái gap lên mà tốc độ giao dịch của thị trường nó chậm lại anh chị, có nghĩa là khi mở gap tạo hưng phấn mà tốc độ giao dịch nó chậm lại, nghĩa là gì, là dòng tiền nó không chảy ồ ạt vào á, thì thường nó sẽ xảy ra những cái cú điều chỉnh ngay trong phiên hoặc phiên ngày mai, đúng không? Như phiên này là đầu phiên sáng nó cũng có yếu tố là gì, chỉnh lại của dòng tiền, cái tốc độ giao dịch nó giảm dần, và khi mà tốc độ giao dịch như vậy thì em nói là gì, trong phiên hôm nay hoặc phiên ngày mai kiểu gì thì kiểu thị trường sẽ xảy ra những cái cú rung lắc điều chỉnh. Bởi vì sao chị? Bởi vì cái tốc độ giao dịch nó quyết định đến cái việc là lực đẩy của thị trường nó còn mạnh hay không. Nó giống như phiên này, nó khác bọt hoàn toàn luôn. Nên phiên này, nếu mà mọi người theo dõi từng phiên này, mọi người sẽ thấy là đầu phiên sáng của những cái phiên bùng nổ này, em có thông báo với anh chị là gì? Là thị trường nó bùng nổ. Đúng cả nhà. Vì sao em biết được là thị trường nó bùng nổ? Mới chỉ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thôi em đã biết rồi. Vì sao anh chị? Bởi vì khi mà thị trường chung nó tăng, nó mở được cái gap, mà cái tốc độ giao dịch của nó lớn theo xu hướng đi lên. Đấy, nó giao dịch đi lên anh chị, mà tốc độ nó lớn thì mình biết là chiều kiểu gì nó cũng đánh. Đó là một cái kỹ thuật quan trọng để anh chị nhìn trong phiên. Ví dụ như là sáng hôm nay, khi mà trong các video trước cũng như là hôm qua em ngồi em nghiên cứu với thị trường mà không có cái thời gian lên đây để nói chuyện với anh chị á, thì em nhìn ra được cái vấn đề mà ở đây em có chia sẻ cho học viên cũng như là hệ thống về khách hàng, về cái việc mà dòng penny nó đang có rất nhiều những cái yếu tố về kết thúc á. Thì trong cái phiên giao dịch sáng nay thì em đã lên kế hoạch cho nhà đầu tư hạ hết cái penny ra rồi, bởi vì mình nhìn thấy được cái tốc độ giao dịch của thị trường là một thứ, yếu tố thứ hai là các cổ phiếu penny nó xuất hiện những cái yếu tố về bán tháo, do đó là chúng ta nên hạ. Mà hạ ở đây không có nghĩa là penny nó không còn đánh nữa, mà hạ ở đây để chúng ta chuẩn bị tiền cơ cấu danh mục đánh nhịp số 2. Bởi vì penny nó leader nhịp này, mà penny có dấu hiệu gì kết thúc thì rõ ràng là gì, là tiền nó sẽ chảy ra khỏi penny, và khi tiền chảy ra khỏi penny nó phải có chỗ trú ẩn mới. Đó chính là những cái dòng dẫn trong giai đoạn tiếp theo. Vậy thì giai đoạn này quá thích hợp để anh chị cơ cấu những cái cổ phiếu về penny ra, chuẩn bị cho nhịp đánh số 2. Còn về Benny thì rất nhiều anh chị hôm nay hỏi em về cái việc mà Benny nó kết thúc chưa, thì câu trả lời của em là nó là chưa, nó là chưa, chỉ là cái vấn đề em hạ nó ra để làm gì, để cho nó tái tích lũy trở lại, đúng không? Chứ còn mà đây mới là đầu chu kỳ mà kết thúc cái gì anh chị, ở đây mới là đầu chu kỳ. Ví dụ hồi sáng nay là em bán những cái cổ phiếu như vậy nè, bán xong là nó gần sàn luôn anh chị, nó giảm về 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 9 chấm mấy luôn, em nhớ là 10% luôn, gần bán xong là nó mới rơi. Đấy, hay là những cái cổ phiếu ở đây thì mình chốt lại mình khá khá từ đánh từ vùng giá 6 lên anh chị, 6 lên. Hay là những cái cổ phiếu như Đức Long, mà Đức Long là sáng là hệ thống là bắt đầu là gì, nhìn thấy những cái mùi về rủi ro rồi anh chị, nhìn thấy mùi rủi ro là phải làm gì, phải chạy từ sớm, và khi chạy từ sớm thì anh chị nhìn giúp em, từ cái lúc mà em bán xong nó mới sạc. Đấy, nó rất là hay như vậy, khi mà có rất nhiều những cái yếu tố nhìn nhận. Ví dụ như sáng nay mọi người nhìn thấy những cái cổ phiếu như QCG, hệ thống là bắt đầu bán phiên này, là bán phiên đầu tiên này, bán phiên đầu tiên này, sau đó phiên này mới là phiên bán hết nè anh chị, gọi là phiên bán hết nè. Đấy, có nghĩa là gì, chúng ta ăn trọn sóng với những cái điểm bán 3 in climax đúng là nha. Thì khi mà nó bắt đầu nó nhốt á, thì mình nhìn ra là những cái cổ phiếu này kiểu gì nó cũng rơi mấy phiên, và khi mà nó rơi như vậy chứng tỏ ở đây nè chính là dấu hiệu của dòng tiền penny nó bắt đầu nó phân phối ra rồi, nó phân phối đây nè anh chị, phân phối nè, kéo lên phân phối nè. Vậy thì mình phải bán ra, bởi vì một khi rơi nó sẽ rơi về những cái vùng phía dưới này, ví dụ như là 8.4 nè anh chị, chứ không có gần đâu. Mọi người đừng nghĩ à, ngày mai nó rơi nó rút chân, không có đâu. Rơi về những cái vùng mà phân phối đầu tiên này, mọi người sẽ thấy là những cái vùng phân phối đầu tiên là cái vùng nó sẽ rơi về nữa, nó để nó kiểm tra lực cầu anh chị, bởi vì ở đây có một cái lực cầu nó kéo lên gọi là lực FOMO. Vậy thì khi giá cổ phiếu giảm về cái phiên bán đầu tiên nó sẽ có lực kéo, thì lúc đó cổ phiếu nó sẽ phục hồi để có thể là tái tích lũy, cái đó em không biết. Hay là những cái cổ phiếu như EVG này, phân tích cho mọi người về penny trước, tí rồi em sẽ chỉ cho anh chị các mô hình giai đoạn tới nó có thể chạy nước rút này. Trong các video trước thì em có chia sẻ với anh chị về cái gì, về cái mô hình về PSI buy in climax, có nghĩa là khi cổ phiếu đạt cái trạng thái buy in climax thì chúng ta bắt buộc phải bán ra ở phiên đảo chiều đầu tiên, đây là cái điểm bán này anh chị, hoặc là đây cũng cùng bán được này, khi mà nó đảo chiều ngay trong phiên á, kéo lên không có khối lượng và đảo chiều ngay trong phiên á. Đấy, thì đó là điểm bán, và khi mà nó xuất hiện những tín hiệu này đó chính là báo hiệu cho cái cổ phiếu nó kết thúc một cái chu kỳ, và cái cổ phiếu là nó kết thúc chu kỳ được mấy phiên rồi chứ không phải là mới đây. Hay là những cái cổ phiếu như SGR khi nó chạy nước rút này, nó tạo ra những cái phiên rung lắc uptrend sau quả buy in climax BC. Đấy, và sau cái quả này thì cái cổ phiếu nó bị kết thúc chu kỳ,
Vậy thì có rất nhiều những cái cổ phiếu penny nó có yếu tố kết thúc chu kỳ như vậy. Thì sao? Thì rõ ràng là dòng tiền nó đang có xu hướng dịch chuyển khỏi penny, người ta bán ra chị. Và khi dòng tiền mà nó bán ra thì nó thật với nhà đầu tư, thị trường nó không rung lắc em cùi luôn. Đó là lý do mà tại sao trong giai đoạn vừa rồi, trong giai đoạn tuần vừa rồi em không tư vấn anh chị mua cổ phiếu, bởi vì em nhìn thấy những yếu tố là dòng tiền nó đang bị bán ra khỏi thị trường trong những cái phân khúc leader trong giai đoạn 1, gọi là phân khúc cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Vốn hóa nhỏ. Do đó là chúng ta phải có những cái chiến lược cho nó phù hợp. Và khi mà cái cổ phiếu khi mà hết giai đoạn 1 á, tiền nó chảy ra những cái cổ phiếu nhỏ thì rõ ràng là gì? Là tiền nó sẽ chảy vào những cái cổ phiếu lớn, gọi là dịch chuyển dòng tiền. Mọi người có hình dung như vậy không? Và khi dịch chuyển dòng tiền như vậy thì thị trường nó phải có một cái độ chiết khấu. Em nói chị, anh chị đơn giản này, giả sử như mọi người mua những cái cổ phiếu, bán những cổ phiếu ở đây ở cái vùng giá rất là cao ở thị trường, ví dụ EVG đi, bán cổ phiếu ở những cái vùng này, vùng giá rất cao như thế này, thì rõ ràng là anh chị có vội mua vào cổ phiếu khi đu đu đỉnh không? Tổ chức người ta có bán cổ phiếu xong người ta mua lại liền không anh chị? Không có đâu. Rõ ràng người ta phải chờ những cái cú rung lắc để các mô hình kiểm tra cung cầu nó hoàn thành xong thì họ mới bắt đầu giá trị giải ngân vào thị trường. Và bối cảnh thời điểm hiện tại nó cũng tương tự như vậy với các VN đất này. Đấy, nó đang xảy ra những cái cú rung lắc khi mà Benny điều chỉnh này. Vậy thì khả năng rất cao là gì? Là thị trường chúng ta nó sẽ tiếp tục rung lắc vùng này cho đến khi dòng tiền quay trở lại. Đấy, dòng tiền quay trở lại. Em lấy ví dụ cho anh chị là về cái VN đất này. Cái thường á, cái chỉ số VN đất nó sẽ bám rất sát vào cái đường MA10 này khi mà đi lên, và càng rời xa MA10 nó càng có xu hướng quay về đường MA10. Nên là thời điểm hiện tại anh chị nhìn giúp em này, cái cổ phiếu này nó đang rời xa được MA10, vậy thì rõ ràng là nó sẽ giao dịch quanh cái vùng này một thời gian. Nhưng mà về cái cửa mà thị trường rủ sâu á, em lại thấy không có. Thị trường này rất khó để rủ sâu, bởi vì sao? Bởi vì em sẽ đi phân tích các cổ phiếu trên thị trường cho mọi người hình dung là gì, là thị trường này không dễ rủ sâu đâu. Đấy, không dễ rủ sâu đâu. Bởi vì sao? Vì thứ nhất này, thị trường này nó đi lên ở những cái trạng thái mô hình, không phải spin, không phải rủ bỏ sâu, nên nó không tạo ra được những cái cú chạy nước rút. Và khi mà thị trường nó đi xây nền lên như thế này nè, mọi người nhìn này, nó đi xây những cái vùng nền lên như thế này nè, thì rất khó để rủ bỏ sâu. Và khi mà một cái thị trường mà xây nền khó rủ bỏ sâu thì cái cơ hội nó sẽ liên tục xuất hiện. Ngay cả cái việc mà trong phiên ngày mai hoặc là ngày mốt thị trường nó có rung lắc đi chăng nữa thì em khẳng định với anh chị là gì? Là sẽ có một cái dấu hiệu để anh chị nhận diện là thị trường nó rất khó để lấp cái gap này. Đó là gì anh chị? Đó là sẽ có những cái cổ phiếu nó mở biên, nó tăng tốc, nó chạy nước rút cho anh chị coi. Đấy, thị trường giảm điểm vẫn có những cái cổ phiếu nó tăng tốc, nó chạy mặt ngược thị trường. Đấy, đó là mà không phải là những cái cổ phiếu penny nha, mà đó là những cái dấu hiệu cho anh chị nhận diện về cái việc là gì? Là thị trường của chúng ta nó không thể giảm sâu, mà khi điều chỉnh nó sẽ bước vào cái giai đoạn chạy nước rút luôn, trừ một trường hợp. Trừ một trường hợp thiên nga đen. Mà thiên nga đen thời điểm hiện tại thì em đánh giá là chả có gì để thiên nga đen đâu anh chị. Đang có những cái thông tin liên quan đến Trung Quốc, Đài Loan đúng không? Nhưng mà em nghĩ nó còn chưa ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam đâu. Khi nào mà ra thông tin chính thức hay là như thế nào đó thì chúng ta mới biết thôi. Đấy, còn mà cái trường hợp thời điểm hiện tại chúng ta chỉ sợ duy nhất một vấn đề. Đó chính là thiên nga đen. Nếu mà thiên nga đen xảy ra thì nó thật với anh chị là phải bán thôi, không có một cách nào khác. Anh chị đừng có giữ cổ phiếu làm gì nữa. Nhưng mà trường hợp nếu không có thiên nga đen xảy ra thì với cái cách đánh của thị trường, lực đánh của thị trường, với cái mô hình nâng nền SOS thời điểm hiện tại thì cái quá trình chỉnh sâu và lấp gáp này em nghĩ rất khó xảy ra anh chị nhé. Lấp gáp này rất khó xảy ra đấy, nên nó sẽ giao dịch quanh cái vùng này là chủ đạo. Đầu tiên em sẽ đi phân tích cho mọi người về các cổ phiếu để mọi người hình dung được là trong cái bối cảnh thị trường nó rung lắc vẫn có những cái cổ phiếu nó tăng tốc, nó chạy rất mạnh, nó dự báo cho anh chị về cái sóng số 2, cái giai đoạn mà tăng tốc thị trường nó đến rất gần và nó sẽ rất mạnh. Đầu tiên chúng ta đi phân tích về ngành chứng khoán cho mọi người hình dung nè. Chứng khoán đúng không? Hôm nay thì em thấy có rất rất nhiều anh chị FOMO về ngành chứng khoán, cũng là một cái câu cửa miệng của ông Toàn Vlog thôi. Sóng chứng khoán là hiện tại đang là sóng ngành, và khi mà thị trường chung nó có yếu tố rung lắc điều chỉnh thì chứng khoán luôn là những cái ngành mà nó kéo cái thị trường lên đầu tiên. Thì anh chị thấy rất nhiều trong các video trước em có chia sẻ về yếu tố này. Vậy thì hôm nay những cái cổ phiếu như SSA anh chị nhìn đi, nó kéo lên một phát lên vượt cả 6 luôn, nhưng mà rút đầu về 25.4, kinh luôn mọi người. Và có rất nhiều anh chị em FOMO trong phiên hôm nay, em chỉ bảo nhà đầu tư một điều thôi, chúng ta phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn vì sao? Vì em biết được là những cái cổ phiếu này nó rất khó để đánh trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất này, cổ phiếu mà đã đi lên rồi nha, nó có thể đánh bất cứ lúc nào, nhưng mà nó rất khó. Bởi vì đây là cái vùng gì?
cái vùng kháng cự trước của nó, và khi cổ phiếu nó chưa bứt thoát khỏi cái vùng kháng cự trước này, nó sẽ bị rung lắc rất là mạnh bởi vì lượng cung chốt lại. Có hai cái lượng cung mà nó chốt ở đây. Thứ nhất là cái nhà đầu tư kẹp bên này nè anh chị, gọi là cái lượng cung thực. Còn một cái lượng cung nữa gọi là cái lượng cung tiềm năng. Lượng cung tiềm năng này nó đến từ những cái nhà đầu tư mua được phía dưới nè, thấy cái kháng cự trên đây nè thì bắt đầu chốt lại. Cổ phiếu lên nó thì nhà đầu tư chốt lại, người ta sợ gì? Sợ những cái nhà đầu tư bên đây bán nên họ bắt đầu chốt lại, sinh ra một cái lượng cung, từ đó khiến cổ phiếu gì? Rung lắc mạnh. Tuy nhiên mọi người nhớ giúp em, bữa em chia sẻ với nhà đầu tư về cái mô hình gì anh chị, mô hình chạy nước rút đúng không, với những cái món quà tặng rất đặc biệt cho anh chị từ điểm mua này hay điểm mua này. Vậy thì với những cái điểm mua này thì nếu nha, nếu trường hợp ngày mai những cái cổ phiếu SSI mà quay đầu tăng trở lại với khối lượng lớn và tăng mạnh hơn, ví dụ như là hôm nay nó đóng cửa cao nhất phiên là bao nhiêu, 26.2, ngày mai mà nó đóng cửa phiên với cái khối lượng vượt 25 triệu, nếu mà cao hơn được nữa càng tốt, và vượt cái giá 26.2 thì gần như nó sẽ vào pha chạy nước rút. Mọi người nhớ giúp em, rung lắc để nó chạy nước rút, bởi vì đây là chính là cái mô hình chạy nước rút của cổ phiếu đó. Nên là mọi người, đó cũng là một cái cơ hội cho anh chị gì, cho anh chị liều mình đúng không. Nhưng mà quan điểm của hệ thống thì chúng ta không có liều, bởi vì chúng ta mua ở những cái vị thế này anh chị, không bán là không bán, bây giờ quyết tâm giữ cho đến hết chu kỳ. Ông nào làm gì thì làm, mình hiểu nè. Bây giờ cái cần nhất của chúng ta đó chính là một cái con sóng, để làm gì, để những cái cổ phiếu leader sóng này nó đi lên rất là mạnh. Nếu không có sóng thì làm gì anh chị có tiền, phương pháp nào cũng vậy thôi, nếu không có sóng thì làm gì có tiền. Ngay cả nhà đầu tư đánh về cái gì cơ bản doanh nghiệp thì mua giá rẻ đúng không, vậy thì giá cổ phiếu tăng khi nào, khi có sóng, đơn giản không. Rồi anh chị đánh tê công, rõ ràng anh chị ăn chênh lệch giá, vậy thì chênh lệch giá phải là giá tăng thì anh chị mới kiếm được tiền, vậy thì giá tăng khi nào, khi có sóng. Vậy thì chúng ta hiểu đơn giản này, mọi phương pháp nó đều quy về sóng, nếu không có sóng thì chả có phương pháp nào kiếm được tiền cả. Vậy thì bây giờ mình phải cố gắng làm sao, nếu trường hợp thị trường có sóng mình phải ăn rất to. Vậy đây sẽ là những cái cổ phiếu mang tính chất leader cho thị trường, và một khi có sóng nó sẽ ăn rất to. Vậy thời điểm hiện tại khi mà mua được những cái điểm này, những cái điểm phía dưới này, thì anh chị làm gì, anh chị có bán không, anh chị bán là cái gì, sóng nó vừa mới nhú lên mà bán cái gì, ông nào bán là kích cỡ rung luôn. Đơn giản là gì, chúng ta phải nắm giữ được những cái cổ phiếu hàng đầu để làm gì, để sóng đi tới đâu chúng ta kiếm tiền tới đó, và cố gắng kiếm nhiều nhất có thể trong một con sóng, ăn cả dày cả tấc, ăn cả đất xung quanh, phải ăn sạch con sóng này để làm gì anh chị, để khi mà cú sóng chúng ta sẽ trả lại một cái phần cho thị trường, khi mà downtrend chúng ta trả lại một phần, chúng ta cầm cái tiền đó đi mua nhà mua xe, tích trữ tài sản, tích trữ tiền bạc cho gia đình đúng không. Chứ bây giờ mà anh chị cứ vừa mới nhú lên tí mọi người chốt lại, vậy mọi người mua vì cái gì, rõ ràng là gì, phải có sóng thì anh chị mới kiếm được tiền. Vậy bây giờ đang là sóng, vậy anh chị bán ra cầm tiền à? Đấy, mọi người phải tư duy như vậy. Vậy nên khi ôm được những cái cổ phiếu mạnh bắt buộc phải giữ lại, và những cái cổ phiếu này nếu trường hợp ngày mai nó xảy ra cái kịch bản vừa khuyến nghị á, thì rõ ràng hệ thống sẽ bắt đầu đánh gia tăng một phần thôi, gia tăng ít thôi. Ví dụ dưới đây đánh 1 tỷ thì trên đây đánh khoảng 200 triệu, 300 triệu thôi. Đấy, bởi vì sao, vị thế quá tốt. Đấy, nên là nếu ở đây mà nó đánh thì khả năng nó chạy nước rút là rất cao, mặc dù ở đây là vùng kháng cự lớn nhá, chấp luôn, bởi vì đây phía dưới vùng kháng cự lớn nó chính là một cái vùng gì anh chị, vùng nền tảng chạy nước rút. Cổ phiếu viên đi, rất nhiều ông bán ở đây, bán xong muốn chửi không, đơn giản vì gì, vì những cổ phiếu này nó vừa lên thôi, vừa lên như thế này thì nó thật anh chị mới lại khoảng hệ thống lại đâu đó được khoảng hơn 20%, không bao nhiêu ấy, nhưng mà có bán hay không, tuyệt đối không bán. Thị trường nó mới nhú lên, chưa vào sóng mà anh chị bán đi những cái cổ phiếu mang tính chất hàng đầu, mang tính chất sóng ngành như vậy thì chơi ga nữa, đúng không. Hôm nay em lại căn dặn nhà đầu tư một cái vấn đề nữa, thị trường có rung lắc như thế nào thì chúng ta có thể cơ cấu bất kỳ con nào, nhưng mà những cái thằng á mà nó mang tính chất leader, và những cái thằng mà chúng ta đã lãi được một cái khúc như Vindi hay là SSI, SHS hay MBS, nói chung là dòng chứng khoán á, thì chúng ta không bán nữa, đúng cả nhà. Mình phải như vậy, phải thống nhất như vậy để làm gì, để ăn chọn con sóng này. Còn nếu mà thị trường nó không có sóng thì nó thật với anh chị là chả phương pháp nào kiếm được tiền, thì lúc đó chúng ta cũng không có nhu cầu kiếm tiền làm gì ở đâu anh chị. Mà kiếm tiền làm gì? Đấy, kiếm tiền làm gì khi không có sóng? Bởi vì không có sóng thì ai mà kiếm được tiền, giá cổ phiếu nó giảm thì anh chị kiếm tiền bằng cách nào? Nếu mà thị trường Việt Nam mà có sọt cổ phiếu thì may ra kiếm được tiền, còn đây không có. Nên là mọi người lưu ý, chỉ một chiều lên thì chúng ta phải nắm giữ được những cái cổ phiếu mạnh là một, thứ hai là gì, nó đang đi lên, thứ ba là gì, chấp chỉnh. Ví dụ như ở đây nè, nó xuất hiện một cái phiên bán này, thì khả năng rất cao nó sẽ tạo ra một cái pha tá tích lũy ở đây.
chứ nó chưa lên ngay đâu. Ví dụ như hôm nay có rất nhiều anh chị hỏi em là có mua VND được không, câu trả lời là không, đừng có mua bay. Mọi người phải hình dung là cái điểm mua nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà anh chị mua sai điểm thì cái khả năng nắm giữ của nhà đầu tư không có, gọi là cái yếu tố về vị thế. Cái video trước em chị chia sẻ rất sâu về yếu tố vị thế rồi, hôm nay em nói lại sơ qua cho anh chị hiểu nè. Có những cái vị thế phía dưới nè thì làm sao, thì mình có thể chịu đựng được những cái cú rung lắc của thị trường. Nếu mà mua ở đây nè, không chịu được rung lắc đâu anh chị, thị trường nó điều chỉnh một cái là gì, chúng ta lỗ ngay. Mà khi chúng ta lỗ ngay như vậy thì chuyện gì xảy ra? Lỗ ngay thì rõ ràng phải cắt lỗ là âm vào vốn. Nhưng mà với những cái vị thế phía dưới này thì mọi người hình dung giúp em, cái vị thế này đó chính là cái vùng giá vốn của tổ chức, nghĩa là tổ chức người ta gom hàng những cái vùng giá này. Nếu mà thị trường nó có biến cố, cổ phiếu nó xuất hiện những cái cú rơi á, thì thường giá cổ phiếu nó chỉ giảm về những cái vùng này và nó bật ngay. Đó là cái vùng mà anh chị chỉ có thể hòa hoặc ăn to nhất có thể thôi, chứ không có thua được nữa. Và khi mà anh chị ở trong cái thế hòa hoặc là thắng to á, thì mọi người thắng thị trường này chưa, thì mọi người bắt đầu chiến thắng rồi đó, chiến thắng rồi. Lấy ví dụ cho anh chị về những cái thị trường này, VND đi, mọi người hình dung này. Khi mà cái vùng giá vốn tổ chức nó ở dưới đây nè, khi cổ phiếu nó xuất hiện những cái yếu tố bán tháo ở đây, khi mà thị trường nó rơi rất là mạnh đây nè anh chị, mọi người nhìn như thế này thôi chứ thời điểm đó thị trường rơi sâu lắm. VN đất nè, VN đất rơi sâu không, 3,2% tương đương với thời điểm hiện tại nó rơi khoảng 30 điểm, 2,6%, 26 điểm. Thị trường này mới rơi có 4 điểm, 5 điểm là thấy khiếp rồi, huống chi thị trường rơi hai mấy điểm. Đó là lý do mà tại sao em kêu với anh chị là thị trường này để giảm sâu rất là khó, bởi vì cái biên độ giao dịch của thị trường rất là hẹp và nó có xu hướng nâng nền. Còn trong cái bối cảnh thị trường trước đó, mọi người hình dung lại này, bối cảnh thị trường trước đó thì sao, thì rõ ràng là cái độ rung lắc của thị trường nó rất là cao, những cái phiên giao dịch nó biến động 2,7% nè, 3,2%, có nghĩa là một cái thị trường nó biến động lớn á, thì thường nó sẽ xảy ra những cái cú rũ bỏ, cú gãy rất là mạnh. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà thị trường gì, thị trường nó biến động hẹp, thị trường nó biến động hẹp thì cái cú gãy nó gần như rất khó xảy ra anh chị, rất khó xảy ra. Do đó, đó chính là một cái điểm tựa về mặt tinh thần, cũng như là anh chị hiểu là cái gap đó là gap sức mạnh, cái gap vừa rồi của thị trường sức mạnh. Quay trở lại với cổ phiếu VND thì mọi người thấy này, đây là một cái điểm mua cực kỳ an toàn. Và đây là vùng giá vốn của tổ chức, gọi là cái nơi mà tổ chức gom hàng tích lũy. Thì mọi người sẽ thấy là khi cổ phiếu và thị trường chung rủ bỏ mặt thì giá cổ phiếu nó chỉ về những cái vùng này thôi, trước khi nó bật lên, đúng không? Đây nè, ví dụ cho anh chị về cổ phiếu HDG đi. Mọi người hình dung nè, đây là cái vùng giá vốn của tổ chức nè. Và khi mà cái cổ phiếu này nó được mua gom, tổ chức mua gom đây thì đây giá vốn của họ. Và khi cổ phiếu nó đi lên, nó FOMO, nó gặp thị trường rủi ro, nó bị bán à, thì thường giá cổ phiếu nó chỉ quay về vùng giá vốn. Bởi vì đây là giá vốn của họ, mà họ có điên đâu mà bán thủng vùng giá vốn để gì, tự bắn vào chân mình à. Nên là chúng ta phải tập mua vào những cái điểm này nó mới an toàn. Hay là những cái cổ phiếu như là Liên Việt Bóc Banh à. Đây là cái vùng giá vốn của nó nè anh chị. Hồi xưa là em đánh con này là chấp cái thị trường nó rơi 200 điểm trong vòng 2 tuần. Bán cổ phiếu nè, vùng giá vốn của tổ chức nè anh chị. Đó, mọi người thấy không, thị trường rơi 200 điểm trong vòng 2 tuần, thị trường cái phiên này nó sàn gần như toàn bộ thị trường luôn. VN Index thời đó thị trường nó giảm gần 7%, 6,7%, ghê không anh chị, thị trường mà giảm 6,7% nhưng mà cổ phiếu của chúng ta gần như là hòa vốn với những điểm mua này, đúng không? Sau đó thị trường nó rung lắc thì đây chính là cái vùng giá vốn của tổ chức, thì thị trường phục hồi một cái là cổ phiếu nó phục hồi ngay. Do đó em khuyên anh chị một lời khuyên, mọi người hãy nhìn ra những cái vùng mà chúng ta có thể mua để nắm giữ cổ phiếu, nơi mà vùng giá vốn của tổ chức hoạt động mạnh mẽ nhất đấy. Chứ còn mà mua trên đây thị trường rung lắc cái là anh chị mất hàng, mua mà rung lắc cái là anh chị mất hàng. Thời điểm đó em nhớ em ôm KDC này, chấp chỉnh luôn, chấp thị trường rơi đây, đây là vùng giá vốn tổ chức em mua điểm này, vùng giá vốn tổ chức này. Khi thị trường chung nó rơi như thế này là anh chị rơi 200 điểm, có những cái phiên sàn này, thì cái cổ phiếu này nó chỉ giao dịch quanh cái vùng giá vốn của tổ chức trước khi nó kéo băng băng đó, mọi người hình dung không, trước khi nó kéo băng băng. Hay là những cái cổ phiếu như là con gì, rất nhiều những cổ phiếu nữa, thôi chúng ta không nói đến. Thì mọi người phải hình dung giúp em một cái tư duy, đó chính là mọi người phải tập mua làm sao cho được cái vùng giá vốn của tổ chức, để khi thị trường nó xảy ra những cái biến động cực kỳ lớn thì cái giá vốn tổ chức đó nó sẽ giúp anh chị gì, tránh khỏi những cái cú rung lắc biến động của thị trường. Ví dụ đây là cái vùng giá vốn của tổ chức, và khi thị trường chung nó xuất hiện những cái cú rơi rất là thần sầu à, thời điểm đó này, VN Index này, VN Index này rơi bao nhiêu, 3,6%, tương đương thời điểm tại rơi 37 điểm,
36 điểm, đúng không? Tiếp theo rút chân rơi phiên 3,6% nữa. Ghê không anh chị? Nó quá ghê chứ. Nhưng mà mọi người phải tập mua làm sao ở vùng giá vùng tổ chức này, để làm gì? Để khi cổ phiếu nó điều chỉnh, anh chị hòa vốn. Sướng không? Hòa vốn nó sướng chứ. Thị trường nó chết đến nơi rồi anh chị hòa vốn. Đó là cái vùng cực kỳ an toàn để mọi người gì có khả năng kiếm sinh lời rất là mạnh. Và những cái cổ phiếu mà nó về vùng giá vốn tổ chức mà nó bật như một con tôm á, gọi là bật như một cái quả bóng tennis, thì đó chính là những cái siêu cổ phiếu. Có nghĩa là cái điểm mua nó giải quyết cho anh chị hai cái vấn đề. Một là gì? Chấp thị trường điều chỉnh. Chỉnh thì chỉnh nhá, tao chấp mày luôn. Cái trường hợp thứ hai nó giải quyết cho anh chị đó là gì? Là khi mà thị trường chung rung lắc, cổ phiếu nó về vùng giá vốn tổ chức, anh chị có quyền quyết định là gì? Con này có gia tăng hay không? Bởi vì nếu nó bật như con tôm như thế này, đó là siêu phẩm. Nó về giá vốn tổ chức, nó bật như con tôm, gọi là siêu phẩm. VIP này, vùng giá vốn tổ chức ở đây này, thị trường lao dốc khi mà Covid-19 xảy ra này, em Nhung đem Covid về Việt Nam á, thì sao? Thì cổ phiếu nó giao dịch quanh vùng giá vốn và nó bật như một con tôm, thì anh chị biết đây chính là hàng siêu phẩm mẹ rồi. Vậy thì mọi người làm gì? Đánh nhồi vào hoặc là giữ thật là lâu, đúng không? Mọi người đợi em 30 giây. Đấy, đấy, nên là thời điểm ta em bàn cho anh chị về cái vùng giá vốn tổ chức để mọi người hình dung được là gì, cái vùng giá vốn nó quan trọng như thế nào. Nói thật với nhà đầu tư là khi anh chị mua được những cái vùng giá vốn tổ chức ở đây nè, thì mọi người chỉ có một là ăn rất là to, hai là gì, hai là nếu mà thiên nga đen xảy ra, hai thị trường nó về 600 thì anh chị hòa vốn bán cho em. Thị trường mà về 600 là anh chị hòa vốn là anh chị là thành công lớn nhất rồi. Nên là cổ phiếu nó không bao giờ nó về được những cái vùng phía dưới này đâu, trừ trường hợp là thị trường nó phải rơi khoảng 100 điểm. Lúc đó gì, người ta nát tài khoản rồi, anh chị hòa vốn. Thậm chí là sau khi hòa vốn, mọi người vẫn có thể thấy cái cổ phiếu của anh chị bật như con tôm. Nên là mọi người tập mua đây nè, để làm gì? Để chấp cái thị trường điều chỉnh. Lúc đó anh chị sẽ không phải lo lắng về cái việc à, hôm nay chỉ số thị trường bao nhiêu, thị trường nó có rung lắc hay không, thị trường như thế nào. Mọi người yên tâm công tác, đi đâu cũng được, ăn ngủ gì thoải mái, tư tưởng thoải mái. Một là hòa, hai là nhân đôi. Đấy, ví dụ anh chị đánh 1 tỷ bây giờ, một là 2 tỷ, một là 6 tháng sau anh chị nhìn lại tài khoản có 2 tỷ. Hai là mọi người hòa vốn nghỉ. Mà một khi anh chị hòa vốn nghỉ thì chắc chắn thị trường này nó nát. Bởi vì sao? Vì những cái cổ phiếu hàng đầu có giá vốn tổ chức mà nó còn thụng nữa, nghĩa là gì? Đảo trên đấy. Nó giống như những cái con như VHC năm 2018 này. Em chỉ cho anh chị hình dung này. Đây nè, mọi người có tư duy được đây là vùng giá vốn tổ chức của nó, vùng tích lũy là vùng giá vốn tổ chức này. Khi mà đánh bùng nổ, khi mà đi lên này, sorry mọi người, khi đi lên này, nó gặp ngay thị trường downtrend anh chị, nó gặp thị trường downtrend. Gặp thị trường downtrend, nó với nhà đầu tư thị trường downtrend nó ghê không? Nó là cái gì đó quá ghê gớm. Nhưng mà cái vùng giá vốn tổ chức anh chị thấy không? Downtrend này, hồi lên này, test lại này, nhân đôi. Vùng giá vốn tổ chức nó quá thiêng liêng, nên mọi người phải tập làm sao để chúng ta giải ngân được càng gần vùng giá vốn tổ chức thì cái độ thiệt hại của anh chị trong giai đoạn sắp tới sẽ không có, và mọi người phải không lo lắng về thị trường nữa. Mọi người thấy không? Đây downtrend nó diễn ra này, chỉ cho anh chị cái thời điểm khi đó này, VN đất này. Mọi người nhìn chỉ số nó lao dốc như thế này này. Rơi từ bao nhiêu? Từ 1.200 mà về 800. Kinh không? Nhưng mà anh chị ôm những cái con này thì hòa vốn hoặc là lãi lớn nếu mà nắm giữ đủ tốt. Đó là cái vùng giá vốn tổ chức. Và khi mà anh chị đánh được những cái vùng giá vốn tổ chức đó thì mọi người sẽ không ngồi mà đếm xỉa đến cái chỉ số thị trường chung đâu anh chị. Lúc đó này, lấy cho anh chị ví dụ về những cái con như FPT này, em chỉ cho mọi người này. Khi mà năm 2019 á, nó diễn ra với cái sóng ngành bất động sản công nghiệp và bóng bán lẻ, thời đó là sóng của FPT này, MWG này, mọi người nhìn này. Cổ phiếu này đi lên từ những cái vùng tích lũy đi ngang rất giống bây giờ, và nó bắt đầu thiệt về khối lượng ở đây này. Đây là điểm mua này. Và khi cái cổ phiếu này đi lên từ cái điểm mua này thì mọi người biết là gì? Mình không có thua nữa. Mình không có thua nữa. Thì lúc đó mọi người nhớ này, thị trường nó như thế này này, nó dao động rất là lớn. Thị trường thời điểm đó em lấy ví dụ cho anh chị này, dao động rất là lớn. Em kể về quá khứ ở đây để em phân tích cho anh chị về cái tầm quan trọng của cái điểm mua, và từ từ em sẽ gắn với cái điểm mua của thị trường thời điểm hiện tại cho mọi người. Mọi người đừng có vội, bởi vì có rất nhiều anh chị em khi nghe cái bài phân tích của em hay lên chửi cái là toàn nói quá khứ. Ủa, quá khứ nói thì mình mới ra hiện tại được. O'Neil nói một câu là gì? Là chúng ta chỉ có thể biết về quá khứ và hiện tại, chứ còn tương lai là cái thứ không thằng nào biết. Vậy nói nhiều về tương lai để làm gì anh chị? Nói nhiều về tương lai người ta gọi là chém gió.
Vậy thì bây giờ mình phải nói về quá khứ và hiện tại để mọi người quản trị được những cái thứ trong tương lai nó sẽ xảy ra. Ví dụ như điểm mua, nó giúp anh chị quản trị về tất cả những cái rủi ro trong tương lai nó có thể xảy ra rồi. Đấy, em vừa mới phân tích ngay cả downtrend mà cái vùng giá vốn tổ chức nó còn cứu cho anh chị một mạng như vậy thì sợ gì nữa, đúng không? Ví dụ là thị trường thời điểm đó này, nó lao dốc rất là kinh. Nhưng mà quay lại những cái cổ phiếu như FPT này, tại cái điểm mua đúng của nó, một là ăn lớn, hai hòa vốn, thì mọi người sẽ thấy là gì, mua những cái điểm kỳ cung này gần như là gì, gần như là ăn lớn. Hay thời điểm đó có MWG, mọi người nhìn này, cái vùng giá vốn của tổ chức nó thiêng liêng cực kỳ đây nè, ví dụ đây là vùng nền tảng tích lũy này, nó kéo dài nha, nó kéo dài đấy. Thì mọi người nhìn này, sau cú điều chỉnh rủ kịch về khối lượng thì đây là điểm mua. Điểm mua như vậy thì anh chị có sợ thị trường nữa không? Đây nè, rủ về đây là hòa vốn này. Hòa vốn xong nó bật như một con tôm, nó lại kỳ cung này, lại xuất hiện điểm mua này, điểm mua đây lên nó rơi về hòa vốn, nó lại bật như một con tôm. Mọi người thấy không? Lúc đó anh chị có phân đi phân tích cái chỉ số thị trường làm gì nữa không? Có trở lên là không. Nó giúp cho mọi người là một là gì, chỉ có hòa vốn, hai là ăn to bất chấp yếu tố thị trường. Quay trở lại với thời điểm hiện tại. Đấy, vậy thì mọi người có mua đủ trên đây nữa để làm gì không? Không. Mình phải chờ những cái vùng mà nó thiết lập những cái vùng giá vốn tổ chức mới. Hứa với anh chị một điều, đó là một cái cổ phiếu nó thực sự đi lên nó sẽ thiết lập những cái vùng giá vốn tổ chức. Bởi vì giả sử nha, giả sử như thị trường ở thời điểm hiện tại mà nó xảy ra biến cố thì tổ chức phải là cái thằng dựng giá cho cổ phiếu, thì lúc đó tổ chức nó giữ giá nào thì vùng đó là giá vốn của nó, đúng không? Vậy thì nếu tổ chức nó giữ được cái vùng giá 19 này nè, trong giai đoạn sắp tới thì anh chị sẽ thấy đây chính là vùng giá vốn của tổ chức, biểu hiện bằng gì, bằng kiệt về khối lượng. Nhớ giúp em, vậy đó chính là một cái thời cơ kinh điển cho nhà đầu tư. Nó giống như những cái cổ phiếu như SHB này, SHB này, đây này, cổ phiếu khi đang đi lên này, đang đi lên này, đúng không? Thì rõ ràng thị trường gặp downtrend, vậy thì mình không biết được giá vốn tổ chức ở đâu, mình chỉ biết giá vốn tổ chức gần nhất nó ở đây. Vậy thì anh chị có lao đầu vô mua đây không? Không. Nhưng mà mọi người nhìn này, khi mà tổ chức là cái thằng đỡ giá cổ phiếu này và nó gom lại cho đến kiệt về khối lượng ở đây, thì đây chính là gì, là giá vốn của tổ chức mọi người mua ở đây. Chấp thị trường chỉnh, thị trường sau đó này anh chị, thị trường sau đó này, downtrend Covid, cổ phiếu lên âm âm. Đó là cái nguyên lý về giá vốn tổ chức. Cho mọi người hình dung được là gì, là giá vốn tổ chức thiết lập chỗ nào thì chúng ta sẽ giải ngân vào chỗ đó. Đó là cái nền tảng quan trọng nhất. Và mọi người nhớ giúp cho em nè, nếu thị trường này không có điểm mua thì không có giá vốn tổ chức, giống như trong cái bối cảnh giai đoạn vừa rồi, cả tuần nay là thị trường nó không có điểm mua rồi anh chị, nên là thị trường nó không có giá vốn tổ chức, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tổ chức nó chưa thiết lập vị thế mua của nó, thì lấy đâu mà giá vốn tổ chức. Ví dụ VND này, rõ ràng là em nói với anh chị, em khẳng định với anh chị một điều là để một cái thị trường nó đi lên thì tổ chức nó phải bỏ tiền vô nó mua cao, chứ làm gì có chuyện mà tổ chức mua phía dưới rồi đợi anh chị em kéo lên, ai mà kéo lên. Nhưng mà một cái cổ phiếu nó cũng tương tự như vậy, cổ phiếu đi lên nè, cổ phiếu đi lên nè, tổ chức nó sẽ thiết lập các vùng giá vốn kiệt về khối lượng này, thiết lập những cái vùng giá vốn kiệt về khối lượng, nó bắt đầu đánh cổ phiếu lên này, lên trên đây nó bắt đầu nó mua gom tiếp nè anh chị, chứ làm gì có chuyện nó mua một cục dưới đây rồi nó đưa x10 lên trên đây nó tiếp tục nó mua gom này, mọi người thấy không? Thì đây chính là những cái vùng giá vốn mới ở phía trên cao. Vậy thì mọi người hiểu cho em cái tư duy này, khi mà giá cổ phiếu nó càng lên cao, càng được tổ chức mua như vậy thì rõ ràng cổ phiếu và thị trường nó sẽ càng còn lên tiếp, đúng không? Vậy thì bây giờ quay trở lại với hiện tại này, nếu ở đây mà tổ chức không thiết lập vùng giá vốn, đây nghĩa là nó không chấp nhận bỏ tiền vào nó mua cổ phiếu ở vùng trên cao, rủi ro. Vậy rủi ro chị có lao đầu vào không? Ngu mà lao à? Đừng có sai, không lao đầu vào những cái vị thế này, mà anh chị gì, chỉ quản trị cái vị thế này thôi. Còn nếu mà tổ chức người ta gom hàng được cái vùng này thì mọi người nhớ cho em một cái vấn đề, chúng ta sẽ đánh quyết liệt. Bởi vì mình biết là gì, tổ chức nó bỏ tiền ra vùng này thì chắc chắn cổ phiếu nó phải lên vùng cao hơn. Nó giống như con VIB nè, VIB chu kỳ trước nha. Sorry mọi người, em hưng phấn quá, em phân tích hưng phấn quá nên có một vài cái từ hơi 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 tầm bậy, nên là mọi người thông cảm giúp em chân thành xin lỗi. Sorry, vừa mới nói bậy xong vỗ miệng cái đấy. Đầu tiên là mọi người thấy không, đây là vùng giá vốn tổ chức kịp về khối lượng này, cổ phiếu bắt đầu đi lên này. Lên trên đây ai gom đây? Tổ chức nó gom tiếp, nó gom từ vùng giá 7 mà lên vùng giá 9 nó còn gom. Và anh chị có sợ nó không lên vùng giá 10 hay không? Vậy mình phải mua đấy chứ, vì nó còn mua mắc gì mình không mua. Rồi lên trên đây này, nó tiếp tục nó thiết lập vùng giá vốn này, có nghĩa là gì, càng lên cao nó càng mua. Vậy thì cổ phiếu nó sẽ còn lên nữa anh chị, hay là những cái cổ phiếu như DGC này, càng lên cao tổ chức nó càng mua thì cổ phiếu nó càng mạnh. Đây này, đây là vùng giá vốn tổ chức này, càng lên cao tổ chức nó càng mua.
và càng mua như vậy nó càng mạnh. Đây lên trên đây, những cái vùng này là vùng giá vốn tổ chức nè, mọi người nhìn nè, cổ phiếu nó về được đúng cái vùng giá vốn nó kéo lên trên đây, nó gom tiếp nè, gom này, gom này, gom này, gom như vậy thì nó mới tạo ra cú chạy nước rút. Còn trên đây là không gom nữa nè, trên đây là gì, nó chạy nước rút và nó phân phối. Mọi người cứ hình dung được cái tư duy đó. Nên là thị trường này anh chị đừng có sợ mất cơ hội. Bởi vì á, nếu có cơ hội thì rõ ràng tổ chức nó sẽ bỏ tiền ra, nó gom cho anh chị nhìn. Và mọi người chỉ có việc là gì, đọc mô hình đó và đánh thôi. Và hôm nay em sẽ chỉ cho anh chị cái mô hình đó, đúng không? Trong phân tích em sẽ chỉ cho anh chị. Đấy, rất cụ thể, rất chi tiết về điểm mua nha. Đấy, và thì những cái cổ phiếu về dòng chứng khoán thì mọi người nhớ giúp em là gì, đừng có mua. Bởi vì cái vùng giá vốn của tổ chức nó chưa thiết lập. Đặc điểm của cái vùng thiết lập giá vốn tổ chức đó chính là phải kiệt về khối lượng ở những cái vùng nền siết chặt. Nhớ giúp em, ở những cái cổ phiếu này thì chưa siết chặt, khối lượng còn lớn, chưa thiết lập được vùng giá vốn, nên mọi người đừng liều mình vào. Liều mình vào chả được cái gì đâu, chỉ có gì rủi ro nó bủa vây thôi. Bởi vì mình phải thấy được hành vi của tổ chức thì mình mới chơi. Tổ chức mình, nó chưa có những cái hành vi gì sao anh chị biết được anh chị mua. Còn rõ ràng ở đây nè, nó là gom hàng, nó đẩy giá lên thì mình ở đây. Còn trên đây lỡ may nó vui vui, nó kêu là gì, tao không đẩy giá nữa, tao biết được là thị trường sắp tới có biến cố, nó đợi về vùng 16 nó gom lại thì sao, thì mình chấp nhận cuộc chơi là gì, mình sẽ đợi nó chỉnh về 16, kịp về khối lượng mình múc ở đây, không vội vàng bất kỳ điều gì hết. Mọi người nhớ giúp em, trên thị trường sống đó là phải như vậy. CTS à, mọi người có biết vì sao hôm nay là em cho bán penny không? Và em biết là rất nhiều anh chị em hôm nay hỏi mua chứng khoán được không, em kêu là không, chứng khoán chưa mua mua mới được. Nhưng mà bản chất là chúng ta đã có vị thế phía dưới rất là chắc chắn rồi, đúng không? Nhưng mà mua mới được hay không, câu trả lời là không. Bởi vì hôm nay em nhìn thấy được một cái hiện tượng trên thị trường, đó chính là những cái cổ phiếu như CTS nó giảm điểm này đấy, hay là những cái cổ phiếu như là con MBS là hôm nay nó đánh này. Nhưng mà sao anh chị biết không, buổi chiều á, rõ ràng là những cái cổ phiếu này nó đang đánh giữa chừng. Nếu mà rõ ràng dòng chứng khoán nó quay lại thì những cái thằng này nó phải chừng đầu tiên. Nhưng mà tại sao nó lại rụt đầu, thay vào đó con SSI nó đánh lên, đúng cả nhà. Rõ ràng là SSI đi sau, hay là con Vin đi, lúc đó tự nhiên buổi chiều nó đánh lên. Nhưng mà cái con MBS nó lại không đánh mà rụt đầu lại. Nghĩa là gì? Nó chưa sẵn sàng đánh, không mua. Đấy, hay là một cái cổ phiếu mà hệ thống đang ôm rất là nhiều này, SHS này, lãi gần 50% rồi chị, lãi gần 50% rồi, ai chơi nặng mông chứ. Nó thật với anh chị là gì, cả năm vừa qua em đánh con này là nhiều nhất tài khoản, lãi gần 50%, đơn giản như vậy thôi. Và mình còn chờ nó phải lên tiếp nữa chị, với những cái dạng mô hình, đây là mô hình chạy nước rút nè. Đó là lý do mà tại sao trong các video trước em nói với anh chị là chỉ có những cái con như SHS này mới có khả năng chạy nước rút. Thì mọi người nhìn đi, khi thị trường chung rung lắc các thứ, những cổ phiếu này nó chạy, mở biên nó chạy, và khả năng cao ngày mai nó chạy nữa, nó chưa kết thúc đâu. Thì những cái cổ phiếu này nó là những cái cổ phiếu có khả năng chạy nước rút. Vậy tại sao hôm nay những cổ phiếu như VinDSA nó kéo lên, mà những thằng như SHS nó không kéo, nó chỉ có tham chiếu thôi. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là những cái thằng kia chưa mua được, mà nó là FOMO. Đấy, có nghĩa là những cái thằng nào đáng kéo nó lại không kéo, mà những cái thằng nào, những thằng chưa đáng kéo, chưa thiết lập được vùng giá vốn tổ chức, nó lại kéo ẩu. Đó là một cái mà không nên giải ngân trong thị trường thời điểm hiện tại, mà phải đợi điểm cân bằng mới, những cái điểm tái tích lũy, những cái điểm mà tổ chức bắt đầu mua vào. Em sẽ đọc tín hiệu cho anh chị. Đấy, ví dụ như là dòng chứng khoán tiếp tục phân tích nè, VCI này, rất nhiều người hô hào VCI, không, thằng này chưa mua được, nó đang tích lũy dao động lớn, nó cần thời gian để siết chặt kiệt với khối lượng, anh chị mua giúp em. Còn giờ nó dao động như vậy, rất nhiều ông nhảy vô nè, trong vài phiên tới kiểu gì nó chả rủ cho mọi người biết. Đấy, cứ lao vào nó rủ, nó đi ngang này một thời gian, nó rủ một cái nó mới vào sóng. Thì mọi người phải hình dung được, đó là lý do tại sao hôm nay mọi người cứ hô hào chứng khoán. Em cản lại, kêu là gì, bình tĩnh đi anh em. Mọi người phải kiên nhẫn chờ đợi cái thời điểm chín mùi của nó. Những cái con này chưa phải thời điểm chín mùi của nó, bởi vì ở đây nó không lên, ở đây nó đã chọn cách không lên rồi. Mà thị trường nó không xảy ra biến cố thì sao nó lên? Rõ ràng này, mọi người nhìn này, thị trường đang đi lên. Vậy thì khi thị trường đang đi lên như vậy, những cái con nào đang đi lên, trong cái bối cảnh thị trường đi lên, nó sẽ tiếp tục đi lên. Ví dụ SHS, đến khi xảy ra một cái biến cố, ví dụ như thị trường này nó xảy ra một cú rơi rất là mạnh, rủ rất là mạnh, thì rõ ràng những cái cổ phiếu này nó sẽ đảo chiều. Không phải là đảo chiều, nó sẽ thay thế cho một cái bộ phận cổ phiếu khác đi lên, đúng không? Gọi là cái cơ cấu. Nên là có một cái câu chuyện, đó là khi thị trường chung điều chỉnh, những cái siêu cổ phiếu xuất hiện, nó là vậy. Có nghĩa là cái tính thời điểm của cổ phiếu nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái yếu tố thị trường chung. Đấy, nên là những cái cổ phiếu nào mà thị trường mà đi lên như mày nó không lên, thì anh chị kỳ vọng là bây giờ thị trường đang lên mà nó vẫn đánh, không có đâu. Phải có sự rung lắc của thị trường thì may ra nó mới lên,
Và hiện tại thị trường chưa rung lắc. Chưa rung lắc thì anh chị đừng có ảo tưởng nó lên. Đấy. Đây là hôm nay ông nào cứ nhảy vô hôm vô chứng khoán kêu là gì? Kiên nhẫn đi. Đừng có vội, không có vội. Vội cái gì? Đúng không? Đấy, vị thế phía dưới thì phải giữ lại. Ví dụ như vị thế ở hệ thống ở những điểm này, này giữ lại, an toàn cực kỳ, không chết đâu anh chị, đừng có lo. Như con như VIX là hôm nay em có cảnh báo cho nhà đầu tư trong hệ thống an toàn Vlog rồi. Em kêu là gì? Anh chị em nào mà có lãi khoảng hơn 50% con này rồi á thì phải tự ra quyết định cho mình, bởi vì em biết được là những cái cổ phiếu này là tí nữa nó sẽ tạo ra những cái cú rung lắc, và thậm chí những cái cổ phiếu này nếu mà nó điều chỉnh nó sẽ về những cái vùng giá chính nha anh chị. Nên là em mới kêu là gì, bản thân em thì sẽ giữ, bởi vì những cổ phiếu này thuộc về cổ phiếu top 1 rồi, và top 1 thì không bán non, mới là 50% chả thấm thía vào đâu đâu anh chị. Đấy, và khi mà không bán non, nhưng mà đâu phải ai cũng được như mình. Do đó khi mà ở trong hệ thống khách hàng của em chia sẻ nhà đầu tư một cái này rất là hay nè. Đấy, và mọi người nếu thấy hay á thì like video và comment giúp em. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Đó là gì? Cái điểm mua trên thị trường nó dễ lắm anh chị. Điểm mua đây. Đấy, nhưng mà bây giờ cái hệ thống khách hàng của ông ta Vlog đang dính một cái vấn đề mà hôm nay và hôm qua em nhận được rất nhiều. Đó là gì? Em ơi, lãi lớn rồi, lâu lắm rồi chị mới lãi 20, 30, 40, 50%. Bây giờ phải làm sao? Lãi nó mới khó anh chị. Cái lãi, ví dụ như mua, em ơi múc con này được không, múc con kia được không, nó dễ cực kỳ. Nhưng mà khi anh chị đặt trong cái trạng thái lãi lớn á, rất sợ hãi. Sợ gì? Sợ không bán thì mất lãi, sợ bán xong thì nó lên. Nó rất là vất vả như vậy. Nên là em tư vấn trực tiếp trong cái hệ thống khách hàng đó là gì? Là cái đây á, là tùy thuộc vào cái khả năng chịu đựng của nhà đầu tư. Ví dụ như em ôm những cái cổ phiếu này nhân đôi em mới bán, có nghĩa là từ vùng giá 7 nè, giá 7 nó phải lên được vùng giá 14. Đấy, hồi bữa mua là vùng giá 8, không biết sao về vùng giá 7 nó chi cổ tức anh chị. Chi cổ tức đây nè. Đấy. Ít nhất lên trên đây thì may ra mình mới có những cái điểm bán. Đấy, nhưng mà khi mà mình có thể ôm cổ phiếu này về vùng 14, mình phải chấp nhận những cái cú điều chỉnh hoặc là cái cú tái tích lũy của nó trong vòng 1 2 tháng là bình thường. Đó là cái sự chấp nhận, và cái mức độ điều chỉnh này 20-30% là bình thường. Nhưng mà mấy ai chịu được cái sự mất lãi đó anh chị? Anh chị có chịu nổi không? Thì mình phải tự hỏi bản thân mình là liệu mình có chấp nhận cái cuộc chơi là mình sẽ mất cái khoản lãi đó để đạt được một cái mức sinh lợi lớn hơn hay không. Nếu chấp nhận được thì mình chơi. Chẳng cái trường hợp là gì, lúc này thì đang vui chị em lúc mà cổ phiếu này rơi xuống đây anh chị lại khoảng lại bán xong nó lại lên xong không dám mua lại, dẫn tới tình trạng là gì, loay hoay một cục. Nên là trên thị trường nó thật với anh chị là cái điểm mua là cái cấp thấp nhất rồi, hỏi mua ba chữ cái là thấp nhất. Nhưng mà cái điểm bán là cái điểm rất khó, và nó phân biệt được nhà đầu tư, nó tạo ra cái tính cách cho nhà đầu tư, nó tạo ra phương pháp cho nhà đầu tư. Bởi vì sao? Vì bán này là phù hợp với cái sức chịu đựng của nhà đầu tư. Ông nào chịu tới mức nào thì đánh mức đó. Ông đánh T cộng thì chắc chắn không được chịu lỗ 20% rồi. Ông đánh T cộng ăn có 10% thì không được chịu lỗ. Lỗ 1% là phải bán rồi. Còn cái ông mà ôm gì ít 10 tài khoản mà mới lỗ 30% mà sợ rồi thì làm đất gì mà ít 10 được. Bởi vì sao thì muốn ít 10 tài sản thì phải chịu được những cái cú rung lắc của chu kỳ. Ví dụ như L14 đi. Hàng của ai? Hàng của A7. Ví dụ như A7 mua từ những cái vùng này. Đấy, và A7 tuyên bố là tao sẽ ít 10 tài khoản đúng không? Ít 100 lần tài khoản. Vậy thì A7 phải chịu đựng qua những cái cú rơi này dưới anh chị. Những cái cú rơi là bao nhiêu phần trăm? 50%. Và nó kéo dài bao nhiêu? Kéo dài cả năm. Đó gọi là sức chịu đựng. Thì khi mà chúng ta chịu đựng được những cái cú đó thì chúng ta mới có khả năng ít 10. Chứ còn mà bây giờ mới có giảm 10% lên rên la rồi mà cứ đòi ít 10 sao được? Có nghĩa là cái tư duy của mình đơn giản lắm. Sức chịu đựng tới đâu thì cắt chốt lại tới đó. Có ông chị không chịu đựng được lộ đang lại 20% còn lại 10% thì bắt buộc là chỉ nên chốt ở 20% thôi, đúng không? Nó giống như hồi xưa em đánh con SCS này anh chị, con này em đánh nhân đôi rồi. Cái thời điểm mà thị trường rơi 40 điểm em còn mua con này. Đây nè, thời điểm đó thị trường này, thị trường hơi bị kinh. Thị trường nó như thế này nè anh chị. Thời điểm đó em khẳng định nhau tôi là uptrend to mà, mua thoải mái. Lúc đó SCS em mua nè. Em mua nhưng mà mua giá cao, không mua giá thấp. Em mua phiên này mà phiên này em mua giá trần nữa nè. Thì cái lúc nào, khi mà cổ phiếu đi lên thì vui, đúng không? Vui chứ, nhưng mà cái lúc có điều chỉnh như vậy nè, nó giảm biết bao nhiêu phần trăm không anh chị? 30%. Em nhớ là cái đỉnh cao cái lúc này nè, cái thời điểm trên đây là em lại đâu đó khoảng 40%. Hơn 40%. Nhưng mà khi thị trường chung nó chỉnh, cổ phiếu nó chỉnh như vậy nè, là mất khoảng hơn một tháng. Em nhìn tài khoản lại còn có 10% mà tủi thân lắm chứ. Biết vậy chốt trà nó 40% rồi, nhưng không,
Đó là sức chịu đựng của em và em chịu được. Và khi em chịu được thì cái thành quả em nhân đôi đây nè. Em bán em nhân đôi ở đâu đây nè. Mọi người có hình dung được cái tư duy đó. Đấy, sức chịu đựng tới đâu thì thành quả nó tới đó. Chứ làm gì có chuyện bây giờ anh chị muốn đánh nhân đôi tài sản mà anh chị không chịu được qua những cái nhịp điều chỉnh. Đó là không đúng. Nên là hôm nay em đi phân tích con vít cho hệ thống khách hàng để mọi người nhìn nhận được cái vấn đề là gì. À, nhìn lại xem bản thân mình cái sức chịu đựng tới đâu, có chấp nhận là nếu nó xảy ra cái cú điều chỉnh anh chị vẫn giữ được hàng hay không. Nếu giữ được thì chúng ta cùng nhau nhân đôi, còn nếu không được thì sao, thì nên chốt lãi. Quan điểm rất rõ ràng. Nên là anh chị nào đừng có kêu là ông Toàn Vlog hô bán con này không đúng. Đừng có người nào lên kêu là gì thằng này lúc nào lên hô nhân đôi nhưng mà tự nhiên mới lên 50% đã hô bán, là không đúng nha anh chị. Đây là em tư vấn cho nhà đầu tư và em khẳng định với nhà đầu tư là gì, em cũng không bán, ví dụ như vậy. Đó là cái góc nhìn về những cái cổ phiếu như này, những cổ phiếu như VIX nè, khả năng rất cao nó sẽ xảy ra những cái cú điều chỉnh ở đây nha chị, cú điều chỉnh. Nhưng mà cứ cầm thôi, sợ gì. Đấy, và khi mà cái cú điều chỉnh của con VIX xảy ra này thì mọi người nhớ giúp em một cái kỹ thuật gọi là cái kỹ thuật bám đường EMA 50. Bám EMA 50 có nghĩa là sau những cái cú rung lắc của chu kỳ, cổ phiếu nó có xu hướng tìm về những cái đường EMA 50. Vậy thì khi mà cổ phiếu nó cắt xa đường EMA 50 như thế này này thì quá trình tái tích lũy nó sẽ kéo dài. Nó giống như con FTS này. Khi mà một cái cổ phiếu nó đi lên hết một nhịp và nó có những cái tín hiệu phân phối đầu tiên thì rõ ràng là gì, nó cần tái tích lũy. Và khi cổ phiếu này tái tích lũy thì nó sẽ có xu hướng bám đường EMA 50 để đi lên. Nên là rõ ràng cái vùng nền này, một là nó sẽ chỉnh sâu, hai là gì, nó sẽ kéo dài để cái đường EMA 50 nó kéo lên trên đây. Mọi người có tư duy được cái điều đó. Hay là những con như BSA này. Đó là lý do mà tại sao trong giai đoạn này nè, cái giai đoạn mà từ khi thị trường lên, em không đánh những cái cổ phiếu như BSA, FTS mà lại chọn cho anh chị những con như VND này, SSI này, những con như là SS này. Mọi người sẽ thấy cái biên lợi nhuận của nó kinh hoàng hơn. Hay là những con như VIX này, thấy không, biên lợi nhuận nó cực kỳ đỉnh. Còn những cái cổ phiếu như FTS, BSA chỉ dành cho những cái nhà đầu tư gì, những nhà đầu tư ôm được từ những cái vị thế phía dưới này, nó tuyệt vời, đúng không? Bởi vì sao? Vì khi ôm được những vị thế này thì còn lỗ nữa đâu, chu kỳ này chỉ có lãi bao nhiêu thôi, đúng không? Vậy thì khi mà đã lãi rồi thì lại hỏi một câu, sức chịu đựng của anh chị tới đâu? Nếu mà chịu đựng tốt thì nắm giữ, không chịu đựng tốt thì phải chốt lãi thôi. Đó là nguyên lý trên thị trường rồi. Và đa phần anh chị lên trên mạng á, đi khắp các diễn đàn, đi khắp các trang mạng, người ta chỉ đi tặng siêu cổ phiếu ba chữ cái thôi, chứ không ai nói về cái tư duy về điểm bán cho mọi người. Đấy, và khi đó anh chị phải tôn trọng những cái nhà đầu tư kể anh chị về những cái điểm bán. Và anh chị nào mà thích cái hệ thống đánh sóng ông Toàn Vlog, thích những cái điểm bán của hệ thống, những cái điểm mà ví dụ như hôm nay em bán một cái là bên đây nó sang hết đó, thì mọi người thì tham gia vào cái room cộng đồng ông Toàn Vlog và nhớ cho em một like và một đăng ký kênh anh chị nhá. Tham gia vào cái room cộng đồng dưới phần mô tả nó có một cái đường link, hoặc là cái phần gì phần comment nó có đường link, thì mọi người tham gia vào đó. Em hay chia sẻ rất nhiều những cái tư duy về sóng ngành, tư duy về kiếm tiền và điểm bán trên thị trường, giúp cho nhà đầu tư hỗ trợ tốt hơn cho nhà đầu tư chinh phục cái thị trường này. Đấy, ai thích thì tham gia, và chắc chắn là hãy cho em một like nhá, cho em một like, thích câu like lắm chị. Tiếp theo, đây là những cái cổ phiếu mà nó đã đi lên, ví dụ như AGR này, thì nó sẽ có xu hướng gì, bám cái đường EMA 50 này, thì mọi người phải chờ thôi. Video trước em có chia sẻ về EMA 50 rồi, mọi người nghe lại một lần nữa nhé. Hầu như video nào em cũng tặng cho chị những cái kiến thức thật là giá trị, thì mọi người hãy làm gì, hãy nghe thật là kỹ, và thậm chí mọi người hãy ghi chép lại, sau này nó sẽ là những cái cẩm nang thực chiến cho anh chị. Và cái hệ thống của em nó quá thực chiến trên thị trường rồi, nó rất thực chiến rồi, mọi người kiểm chứng mọi người sẽ thấy, đúng không? Đó, đó là một số cái vấn đề về thị trường. Ví dụ như là cái bọc Benny hôm nay ấy, hôm qua em nhìn thấy những cái dấu hiệu như HBS này. Đấy, mọi người nhìn này, những cái phiên bán này là bán. Những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu lên sau cùng của cái chu kỳ Benny. Lên sau cùng của chu kỳ Benny, đúng không? Gọi là những cái cổ phiếu gì, Benny cuối cùng mà nó bị phân phối, mà nó bị bán tháo, thì đó chính là dấu hiệu để kết thúc của một cái giai đoạn Benny. Hay là những cái cổ phiếu như WSS này. Đấy, mới lên, mới nhú lên nó bị bán tháo rồi, đó là dấu hiệu kết thúc, không có nghĩa là ngày mai nó sẽ kết thúc, mà nó sẽ tốn một cái thời gian loanh quanh vùng đỉnh này trước khi nó bước vào giai đoạn 2 của thị trường. Và bây giờ chúng ta quay trở lại giai đoạn 2, tiếp tục phân tích cho anh chị về cái dòng ngân hàng cho mọi người hình dung này. Một cái cổ phiếu mà có khả năng chạy nước rút trong giai đoạn này là cổ phiếu SHB. Đấy, SHB này, mọi người nhìn cái cách đánh và những cái mô hình của nó này. Và anh chị nhớ giúp em này, những cái dạng cổ phiếu này, ví dụ như tại sao em tư vấn cho nhà đầu tư những cái điểm mua phía dưới này, những cái điểm mua này, điểm mua tại nền này, những cái điểm mua này,
nó rất là tuyệt vời, hay là những cái điểm mua này. Đấy, nếu trường hợp nha, trường hợp ngày mai những cái cổ phiếu này khả năng nó mở biên, nó chạy nước rút nó chậm luôn á, thì đây là một trong những cái dấu hiệu báo hiệu cho anh chị biết là gì, cái thị trường này nó sẽ rất mạnh trong tương lai, rất mạnh trong tương lai. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất của thị trường này là tích lũy, tích lũy xong thì mạnh thằng nào thằng đó đánh. Giống như cái kiểu là bây giờ trên thị trường có 1.000 cổ phiếu, 1.000 ông chủ tịch đúng không, mà bây giờ ông nào cũng gom một mớ hàng trong bụng rồi, thì bọn ông tự động tự do mà gì mà chọn cái thời điểm để đánh của cái cổ phiếu mình lên. Ví dụ như là những cái cổ phiếu như SHB ở đây này, đây này. Khi mà thị trường chung rơi mà ông đã ôm một cái bụng hàng ở đây rồi thì bây giờ phải làm gì, phải đánh lên chứ làm cái gì, ôm một bụng rồi lỡ đánh rồi là phải đánh. Vậy thì ở đây này nó báo hiệu cho chúng ta là tổ chức người ta gom hàng vùng dưới đây thì chắc chắn là chả có bao giờ mà ông tổ chức bỏ 2 năm trời để gom một mớ hàng đây mà đánh lên có trên đây thôi anh chị, không có đâu. Nó báo hiệu cho chúng ta một con sóng lớn, mà không hết nha, không chỉ một mình SHB mà thời điểm đó cả dòng banh nó tích lũy như vậy, như VBank này, nó tích lũy như vậy thì nó báo hiệu gì, báo hiệu chúng ta sẽ có một con sóng lớn, đúng không cả nhà, đúng không? Hay là những cái cổ phiếu như Nam Kim này, thời điểm đó này, đánh trước này, Nam Kim này, đánh trước này, có nghĩa là gì, tổ chức người ta ôm một bụng ở đây rồi, bây giờ nó chỉ có việc là gì? Thời đấy nó đánh lên, nhưng mà vì Covid xảy ra nên mới có cú gãy này. Vậy thì sao? Vậy thì nó bán tháo trở lại là bình thường, nhưng mà tổ chức người ta đã ôm hàng đây rồi, người ta bán được hay không? Không, ôm một lượng lớn như vậy thì bắt buộc người ta phải đánh lên, nghĩa là khi mình nhìn thấy những cái dấu hiệu đó thì mình biết là sóng rất là lớn và tiệm cận sóng rồi chị. Nó giống như DGW này, khi mà tổ chức người ta ôm một cái bụng hàng lớn ở đây này, bụng hàng lớn này thì sao, thì tới thời thì người ta phải đánh, và những cái cổ phiếu leader như vậy người ta chọn những cái cú rung lắc của thị trường, người ta đánh lên luôn. Mặc dù sau đó thị trường nó còn rơi nữa, nhưng mà thời điểm đó em khẳng định với chị là em đọc được cái hành vi của tổ chức là gì, là tao gom hàng nên bây giờ á tao đánh. Hay là thời điểm đó nó có những cái cổ phiếu bất chấp thị trường chỉnh như con Long Hậu này, nó gom hàng no nê rồi, mọi người nhìn thế này tưởng gom hàng ít nhưng mà không, nó gom hàng từ đây nè chị, đây là cái mô típ gom hàng theo VSA tạo đáy này. Và gom hàng như vậy nè, kiệt về khối lượng như vậy, nó đánh trước khi thị trường chân chỉnh, nghĩa là gì, là nếu thị trường này có chỉnh hay không thì tao vẫn đánh, vì tao ôm một bụng hàng rồi, mọi người có tư duy được hay không? Và khi mà đồng loạt trên thị trường thằng nào cũng ôm một cái bụng hàng như vậy thì thị trường nó uptrend to, thì thằng nào nó cũng đánh, chủ yếu là thằng nào thời điểm nào nó đánh thôi. Ví dụ như thời điểm này Long Hồng nó lỡ đánh rồi, gặp thị trường điều chỉnh nó đánh luôn, hay là thời điểm này sau này con VIB nó đánh, nó ôm một bụng hàng. Và thị trường thời điểm hiện tại nó không khác tí gì đâu anh chị, thị trường thời điểm hiện tại nó không khác tí gì đâu, trên thị trường giờ nó đang ôm cả một bụng hàng, nó tích lũy cả năm trời đây nè, cả năm trời đây nè, ôm một bụng hàng, mà cái vấn đề của nó là khi nào nó đánh thôi. Nên là ở cái thời điểm này mà những cái cổ phiếu như SHB ngày mai mà nó chạy nước rút thì em nói thật với anh chị đừng có mong thị trường nó điều chỉnh sâu đấy. Những cổ phiếu như SHB ngày mai kiểu gì cũng chạy nước rút đúng không, cặp đôi SHB đấy, ví dụ như vậy. Hay là những cái cổ phiếu như là Vietcombank, mọi người thấy không? Tổ chức nó ôm một bụng hàng đây nè, đỉnh mọi thời đại thằng nào gom ở đây, nhỏ lẻ anh chị nhìn vào tài khoản thôi, ông nào có ôm Vietcombank nhiều không, gần như không ai ôm. Vậy ai đang là cái thằng ôm để đạt đẩy giá cổ phiếu lên? Tổ chức nó ôm một bụng hàng, nó ôm bụng hàng như vậy thì kỳ vọng nó phải lớn mới lên thôi anh chị. Hệ thống mua điểm nè, ông ta mới lóc mua điểm nè, hệ thống ông ta mới lóc mua điểm nè đấy, tới bây giờ lãi được 10% là bao nhiêu hết. Nhưng mà biết sao anh chị, nó đại diện cho cái thị trường này nó sẽ tạo ra những cái con uptrend đấy. Còn đa phần các cổ phiếu dòng banh á nó là có sóng nha. Bởi vì sao? Bởi vì dòng banh là cái thằng gì đi lên đầu tiên của thị trường từ vùng 800. Thị trường đây là được dòng banh nó kéo nè anh chị, đây là cái dòng leader thị trường cho cái chu kỳ này. Nhưng mà cái vấn đề là gì, leader trong một cái chu kỳ rất lớn của thị trường, nên là những cái thằng này khi đi lên nó chỉnh lại, nó tích lũy nhường chỗ cho thằng khác đánh, hiểu không, hiểu cả nhà. Nhưng mà thằng này về cơ bản nó là leader to nhất của thị trường, có nghĩa là trong một cái chu kỳ dài có thể là 2 năm. Và anh chị hiểu được cái thị trường này như vậy không? Nên là khi thị trường nó có leader chu kỳ dài á, thì anh chị phải tin tưởng là cái thị trường này nó sẽ đánh rất dài, không phải là 3 tháng 3 ngày đâu. Đấy, nên là cơ hội nó nhiều lắm. Đấy, chỉ cho anh chị những cái mô hình chạy lúc đó, như như những con như con SHB này. Ở thời điểm hiện tại anh chị cứ chọn những cái cổ phiếu mà có, nếu ngày mai những con SHB chạy nước rút á thì mọi người cứ tìm cho em những cái cổ phiếu nào nó tạo ra được những cái nền tảng phẳng phía trên đỉnh tích lũy của nó nè, đây là đỉnh tích lũy nè, mọi người chọn giúp em những cái thằng mà tạo được cái dạng nền tảng phẳng trên đỉnh tích lũy và kiệt về khối lượng thì những cái thằng đó nó sẽ chạy nước rút. Em lấy ví dụ cho anh chị chu kỳ trước có Liên Việt bóc banh nè,
Đấy, đây là cái kỹ thuật em chia sẻ cho mọi người nha. Đây là một cái dạng nền tảng phẳng ở trên đỉnh tích lũy của nó, đỉnh mô hình tích lũy nó này. Đấy, đây là mô hình tích lũy 2 năm của nó này. Thì những cái cổ phiếu mà tạo ra nền tảng phẳng trong cái mô hình tích lũy mà kiệt về khối lượng thì thường nó sẽ chạy ngược rút. Nó giống như SHS vừa rồi. Đấy, cái này là em chia sẻ rất nhiều cho anh chị nha. Mô hình phẳng cái này em tặng cho nhà đầu tư. Nếu mà anh chị nào mà theo dõi kênh của em thì không mua được những con này thì đúng là có lỗi với gì? Dòng họ đúng không? Có lỗi với ông Tài Vlog thiệt. Nè, em tặng cho anh chị những cái điểm siêu để mua đây trên kênh YouTube luôn này. Nó kịp về khối lượng này. Thì đây chính là những cái góc độ về những cái dạng nền tảng phẳng ở đỉnh của tích lũy. Thì những cái dạng nền tảng phẳng đỉnh tích lũy này nó sẽ chạy nước rút. Hay SSI em tặng anh chị cái điểm đó luôn nè. Đó, mọi người nhớ nền tảng phẳng ở đây này, thì thường ở đây chính là cái giai đoạn chạy nước rút của cổ phiếu. Thì mọi người phải tóm được những cái cổ phiếu đó với yếu tố kiệt về khối lượng. Nhớ chưa? Đấy. Giai đoạn sắp tới nó nhiều lắm. Bởi vì sao? Bởi vì bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại á, nó không dao động lớn. Đấy, và nếu ngày mai SHS, SHB chạy á, thì rõ ràng em khẳng định với anh chị là cái mô hình đó nó sẽ là gì? Là sẽ là bá chủ thị trường này. Bởi vì sao? Bởi vì nó thị trường nó sẽ không dao động lớn nữa. Và khi thị trường không dao động lớn, nó tạo được vùng nền tảng phẳng này, thì gần như toàn bộ thị trường nó sẽ tích lũy theo cái mô hình nền tảng phẳng này, thì gần như toàn bộ thị trường nó sẽ chạy nước rút, trừ những thằng nó bị rủ sâu thôi. Thằng nào rủ sâu bỏ, đơn giản. Nhớ chưa cả nhà? Mọi người hay không anh chị? Hay không? Mọi người cảm thấy hưng phấn không? Hay không? Nếu mà hay thì cho em một like và một comment hay để chúng ta gì cùng tạo động lực cho nhau chia sẻ những cái video hay hơn nữa. Đây là những cái quá trình em nghiên cứu rất kỹ cho chị về các dạng mô hình tiềm năng trên thị trường. Bởi vì á, mọi người nhớ này, thị trường nào mô hình đó, mọi người dở cái kênh ông YouTube ông Tài Vlog lên, mọi người thấy 2 tháng trước em chia sẻ cho chị về cái mô hình SOS của cổ phiếu, thì mọi người nhớ không? Ở những vùng này em chia sẻ cái mô hình SOS của cổ phiếu thì nó có rất nhiều những cái nền tảng chạy nước rút về STS đó, như DTD này đấy, hay là những cái thằng cổ phiếu về chứng khoán là mô hình SOS mà không có spin đúng không? Hay là giai đoạn vừa rồi em chia sẻ cho nhà đầu tư những cái dạng mô hình về SOS công của NHA này đấy, hay là những cái dạng mô hình nền phẳng của gì VND này, SHS này đấy. Đó là những cái chia sẻ về cái dạng mô hình mình nhìn trước tương lai cho thị trường. Nên là mọi người phải gì, nếu mà mọi người cảm thấy hay, mọi người nhấn like video và comment giúp em để em nghiên cứu nhiều hơn và em chia sẻ nhiều hơn cho anh chị. Tất cả nó đều có trên đồ thị hết rồi đấy, và gần như là khi mà các mô hình nó hoàn thành thì gần như thị trường nó sẽ giao dịch theo cái mô hình đó của thị trường. Nên là mọi người nhớ giúp em, nếu ngày mai những cổ phiếu như SHB nó chạy nước rút á, thì thị trường của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái dạng nền phẳng mới, nhưng nó không có rủ sâu đâu. Đấy, và đó chính là cái thời cơ rất tuyệt vời cho anh chị tìm kiếm những cái dạng nền tảng tương tự như vậy về đất này. Đấy, đó là lý do mà tại sao em xác suất cao là thị trường này nó không lấp những cái gap này đó anh chị. Nên là nếu nó tạo được những cái dạng mô hình nền phẳng như vậy thì mọi người nhớ gì, nhớ phang vào, nhớ tìm mà phang vào. Nó giống như cái cách em tặng anh chị những cái siêu cổ phiếu vừa rồi á, trên kênh YouTube này nè. Đấy, mình hiểu nguyên lý và nó vận động y như vậy thì mình phải đánh mặt vào. Còn nếu mà mình hiểu nguyên lý nè, nó không vận động theo đúng cái dự định của chúng ta ngồi im, chúng ta công nhận là mình sai ngay. Lúc đó em lên YouTube em kêu là xin lỗi anh chị em sai, nhưng mà em không có bỏ tiền vào. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình đúng mình mới bỏ tiền anh chị. Bây giờ rõ ràng mình đang cược. Ví dụ như thời điểm đó em chỉ cho anh chị về cái con SHS đi, em chỉ cho anh chị về những cái cổ phiếu như SHS đi, em kêu là gì, những cái cổ phiếu này nếu nó xuất hiện những cái điểm kỳ cung này, lúc đây là em chưa nói nè, nó xuất hiện những cái điểm kỳ cung tạo nền phẳng trên đây này thì nó sẽ chạy nước rút đúng không, đúng không? Vậy thì nó chạy đây à, mình đúng đúng thì làm gì, đúng thì phải phang mặt vào. Phang để làm gì? Để nó chạy nước rút. Khi đúng mình phải kiếm thật là nhiều tiền. Còn nếu ở đây mà nó không kịp về khối lượng, nó không nổ lên thì sao? À, em sai. Sai nhưng mà vì vì em sai nên em không bỏ tiền. Đúng em mới bỏ tiền. Nên là khi mình lên kế hoạch để mình đánh cổ phiếu á, thì anh chị nhớ giúp em này, phải lên kế hoạch. Và nếu nó đi theo kế hoạch thì anh chị phải phang thật là mắt vào. Còn nếu mà nó đi sai kế hoạch thì sao? Thì xin lỗi anh chị em, mình sai. Lúc đó lên chửi nhau đúng không? Chửi cái gì? Đúng mình mới chơi, sai mình không chơi. Đúng rồi nha. Đấy, mọi người hiểu cái tư duy nào không? Nếu mà hiểu, cho em một comment là hiểu. Để làm gì? Để chúng ta cùng đi tiếp về cái thị trường thời điểm hiện tại. Đó là về dòng ngân hàng. Và tuy nhiên á, dòng ngân hàng có rất nhiều những cái cổ phiếu mà em không ưng ý lắm. Ví dụ những cái cổ phiếu như MB này, khi mà bùng nổ lên mà nó thiếu về khối lượng đây không đạt. Không đạt. Đấy, vậy thì những cái con này sắp tới nó sẽ đóng tác nhân là gì? Đóng vai ác.
Nhưng mà anh chị nhớ là nếu thị trường này nó không giao dịch mạnh, không biến động lớn thì những cổ phiếu này nó sẽ đi ngang vùng này. Nó tạo những cái vùng nền tảng giá, nâng nâng nền, gọi là ba nền tảng giá, anh chị lưu ý. Hay là Techcombank, Techcombank những con này là mặt, con này là mặt. Khi mà nó tạo được cái vùng nền tảng dưới này, nền tảng số 1 này, nó nền tảng số 2 này. Đấy, nhưng mà những con này nó không tăng bây giờ đâu. Nếu mà nó tạo được cái nền tảng giá số 3 ở trên đây nó sẽ tăng. Nó giống như con HAH này. Nhìn là biết rồi anh chị. Nhưng HAH này, nền tảng giá lớn nó này, bùng nổ vượt đỉnh lên này. Chưa lên ngay đâu. Tích lũy nền tảng giá số 2. Nền tảng giá số 2 lên chưa? Chưa. Nền tảng giá số 3 đây kiệt về khối lượng. Nhớ nha, cái câu kiệt về khối lượng nó gần như là má nó là chân truyền luôn anh chị. Nó là chân truyền của hệ thống toàn Vlog luôn. Cứ kiệt khối lượng là nhảy vô fan. Fan mạnh vào. Nổ lên là fan. Đấy, khi đúng mình phải kiếm thật là nhiều tiền, nó là vậy. Nghĩa là gì? Cái công thức đúng kết hợp với yếu tố bùng nổ lên, tăng mạnh vào, nó sẽ sinh ra chị những cái khoản lợi nhuận, siêu lợi nhuận xong việc, đúng không? Còn sai tính sau, sai thì xin lỗi sau, sợ mẹ y. Đấy, tiếp tục này, đây là những cái dạng cổ phiếu rất là tuyệt vời, nhưng mà nó chưa lên được, thanh khoản eo buộc về sao mà lên được? Vậy thì chúng ta phải kỳ vọng nó tạo ra được cái vùng nền này, còn không có thì thôi, không có thì mình sai, sai thì thôi bỏ, không mất gì cả, đúng không? Nhưng mà sao? Nhưng mà nếu cái bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại mà nó tích lũy đi ngang được thì những cái cổ phiếu này nó sẽ đi ngang vùng này. Vậy thì đó chính là mô hình về ba nền tảng giá cực kỳ chất lượng. Thì những cái cổ phiếu này nó sẽ rất mạnh trong tương lai. Hãy nhớ giúp em cái tư duy đó. Đấy, VIP tương tự như vậy. Những cái cổ phiếu này em đã bảo rồi, hở những cái gap này là gap FOMO. Gap FOMO lên kiểu gì ở đây? Cái vấn đề nó phải tích lũy ở đây kịp về khối lượng nào. Nó mới cho chúng ta phạt. Lúc đó phạt không? Lưu ý. Nhưng mà ở những cái vùng dao động lỏng khối lượng lớn như vậy không được, đặc biệt phía dưới nó có gap ở vùng kháng cự. Cái mô hình thị trường đa phần là cái mô hình nền chồng nền, nên là mọi người phải bám lấy cái mô hình này. Khi nào kỳ khối lượng mình chơi, không kỳ khối lượng như thằng khác. DTD này anh chị nhìn không, vùng này mới chơi được nè. Viên đi em tặng anh chị nè, bình thường em chả bao giờ nói viên đi, tự nhiên cái phiên này em đi phân tích viên đi đúng không, phang vô cái phiên này em đi phân tích về mô hình phẳng cho anh chị đúng không, phang vào nó là cái câu chuyện đó. Hay là con gấp này anh chị, bình thường em chả nói năng gì, đến khi mà nó xuất hiện cái vùng kỳ cung này em bắt đầu để ý. Đến khi mà nó kỳ cung như vậy em lên đây em tặng cho nhà đầu tư, sướng không anh chị? Sướng vít nè, nó không có ngẫu nhiên đâu, một công thức thôi, đánh một công thức cho em. Bình thường nó dao động lỏng không có gì, tự nhiên ở đây kỳ về khối lượng nổi lên, kỳ khối lượng lần nữa rồi xong vô thế là múc. Mỗi lần đúng mình phải ăn thật là to, sai thôi nên xin lỗi sau, đúng không? Đấy, và đối với cái dòng băng này thì anh chị lưu ý có rất nhiều những cái cổ phiếu nó tích lũy kênh trên như CTG, nó sẽ là tích lũy dài. Những cái nền tảng này nó tích lũy 6 tháng là bình thường, đến 2 năm là bình, đến 1 năm là bình thường, nên là chúng ta không vội vàng phang vào những cái thằng này. Nhưng mà những thằng như CTG anh chị nhìn là đây là đang tích lũy phía dưới thì thường nó sẽ có cái cú quay về phía trên, cho đây là nó sẽ là những cái thằng tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường bối cảnh thời điểm hiện tại. Bên cạnh những cái thằng như STB, gọi là cái thị trường nó phân hóa, bởi vì dòng băng nó phân hóa như vậy nên em mới kêu là dòng này nó sẽ tích lũy dài. Vì sao? Vì trong giai đoạn tích lũy thì cổ phiếu có lên có xuống, lên xuống liên tục, không ai dự đoán được, nên là gì, nên nó bị phân hóa. Còn dòng chứng khoán là thằng vào sóng, con nào cũng lên, hình dung không? Thì mình chỉ có một chiều là cứ lên mà phang thôi, cứ lên mà phang. Còn những cái thằng này thì sao, nó sẽ là tác nhân xấu lên thị trường. Vừa rồi em chia sẻ con CTG nó sẽ là tác nhân tăng, bởi vì nó tích lũy nó về được bên dưới. Còn con này sao, tích lũy ở bên trên thì nó sẽ về bên dưới, nó là tác nhân xấu dẫn đến một cái tình trạng thị trường này nó sẽ không biến động mạnh trong thời gian dài. Trong thời gian dài nó cứ tích lũy tạo ra những cái dạng nền tảng phẳng đi lên dần dần, và thị trường đó là thị trường vô địch. Khi mà thị trường tạo được những cái vùng nền tảng phẳng mà đi lên liên tục, đó là thị trường vô địch. Đấy, nên anh chị đừng có bỏ lỡ những cái siêu cơ hội đó nha. Liên Việt Bob Anh, đây là tích lũy nữa. Tích lũy thì nó cứ tích lũy như vậy trong một thời gian dài đi. Ví dụ ở trên đây này, nó về vùng 14, nó là tác nhân xấu. Đúng không? Thằng nào xấu thì nó sẽ tác động xấu, thằng nào tăng thì nó tác động tốt. Ví dụ như là BID này, những thằng này nó sẽ tạo tác nhân tốt bởi vì nó về những vùng bên dưới, thì thường nó quay về bên trên. CTG này, đấy, CTG sao nó về bên trên nó tạo tác nhân tốt. Mọi người hình dung được cái tư duy thị trường này chưa? Tư duy thị trường này chưa? Nên thị trường hiện tại nó chưa đồng pha mà nó sẽ tạo ra những cái vùng nền tảng phẳng, đó là siêu thị trường. Dòng dầu khí, dòng dầu khí sao?
Dao động lỏng này chưa lên được, em vẫn chưa đánh, chưa đánh. Dao động lỏng chưa lên, chưa đánh. Bây giờ mình chỉ đánh thằng nào lên thôi anh chị. Mọi người hình dung này, thị trường đang lên, mà thị trường nó không có biến cố nào xảy ra thì những cái thằng đang lên nó sẽ tiếp tục lên. Vậy anh chị, đừng đánh những thằng này làm gì. Ví dụ như ai cầm những cái vị thế này thì giữ lại thôi. Còn những cái thằng này khả năng rất cao nó sẽ điều chỉnh rung lắc đây, bởi vì đây là những yếu tố về test đỉnh này, test đỉnh khối lượng lớn này. Test đỉnh khối lượng lớn thì không được đấy, lưu ý. Nên là em vẫn chưa đánh giá cao về bọn này, chưa đánh giá cao về bọn này. Và thị trường giai đoạn sắp tới khả năng có rung lắc. Rung thì rung sợ gì, thị trường mà cứ nền tảng phẳng thì cứ kỳ cùng anh chị Phan vô, đừng có phân tích thị trường làm gì cho phức tạp. Đầu tư công này, rất nhiều anh chị hỏi đầu tư công, à thép đi, thép trước, thép Hòa Phát này, những cái con này sao? Em khẳng định với anh chị này, sắp tới sóng thép sẽ rất to, cái đó là chia sẻ thật với anh chị luôn. Đấy, mọi người không tin thì mọi người phải kiểm chứng, nhưng mà đây này là một cái pha siêu tích lũy của bọc thép. Nó giống như hồi xưa con hoa sen này. Nó giống như hồi xưa hoa sen nó tích lũy ở đây này. Đây nè anh chị. Đây. Nó giống như thế này. Đó là cái pha siêu tích lũy của bọc thép nha. Nên là sắp tới sẽ có sóng thép. Hòa Phát nó tương tự này, tích lũy kịch về khối lượng này. Kinh không? Và thời điểm hiện tại này, mọi người nhìn mọi người mới thấu hiểu. Tuy nhiên là cái sóng này nó sẽ không quá mạnh, không quá mạnh. Bởi vì nó là sóng lên sau anh chị nhá. Nếu mà sóng đầu lúc nào nó mạnh hơn. Ví dụ như năm nay có sóng chứng khoán là mạnh nhất, bởi vì nó là sóng đầu. Đó, ví dụ như Hòa Phát này anh chị nhìn này. Mất thanh khoản. Ủa? Sóng rồi đó. Đợi thời điểm thôi. Hoa Sen nè. Tích lũy nè, khối lượng lớn chưa mất được, có nghĩa là cái thời điểm chín mùi của sóng này chưa tới. SMC lên rồi này. Nam Kim nè. Điểm mua này. Nhưng mà điểm mua này hơi yếu, có nghĩa là sóng này nó sẽ không quá mạnh. Nhưng mà nó lại có sóng, anh chị lưu ý, kỳ về khối lượng này. Kỳ khối lượng này, điểm mua này. Đấy, lưu ý giúp em trạng thái đó. Sắp có sóng rồi đó. Bất động sản sao? Bất động sản thì hơi yếu giai đoạn này, hơi yếu giai đoạn này. Nhưng mà nó có những cái cổ phiếu mang tính chất leader, anh chị phải để ý giúp em về dòng bất động sản. Ví dụ như là con Nam Long. Lấy ví dụ cho anh chị về con này để mọi người lấy được cái kịch bản bất động sản này. Nam Long này, tích lũy vùng này. Nó trở lại kịch bản hồi xưa nó thôi. Nó rơi xuống là hồi lên này. Thì đây nó sẽ có một cái nhịp chỉnh nữa. Lưu ý. Nó tạo một cái dạng nền phẳng phía trên nó mới lên. Nó giống như thế này nè anh chị. Rơi xuống hồi lên này. Rơi xuống tiếp lại ở đây mới lên này. Nó có thói quen tạo những cái vùng nền phẳng này. Đấy. Ví dụ như phiên mà anh chị đặt là gì? Thiếu về khối lượng. Sao mà nó lên được? Khi mà không lên thì sao? Nó đang tạo nền phẳng. Và những cái dạng nền phẳng này thuộc về cổ phiếu leader của dòng bất động sản. Nhớ giúp em nha. DG này. Nền phẳng luôn. Đây nó tạo nền phẳng. Nhưng mà nền phẳng này sao? Nó bắt đầu kiệt về khối lượng. Ngon không cả nhà? Ngon. Nền phẳng mà kiệt khối lượng thì sóng sau là của nó. Nhớ vậy nha em. Đừng có bỏ qua. DG nè. Đây là gì? Nền phẳng. Nền phẳng sao? Kiệt về khối lượng. Đang kiệt gần nè. Sóng sau là của ai? Của nó. Nhưng mà chắc là đôi vài tháng rồi đi, bởi vì khối lượng nó còn lớn, phải từ từ. EDC nè, phía trên nè. Mọi người thấy gì không? Kiệt về khối lượng. Trời ơi, những con này là gì? Nó quay trở lại anh chị Phan nha em. Thường nó về bám về đường EMA50 nè, quay trở lại anh chị Phan nha em. Đấy, hay Nam Từ Liêm nè. Mọi người thấy gì không? Cứ chỉnh xuống kiệt về khối lượng nghĩa là gì? Ở đây. Ở đây. Tổ chức nó bán ra ít lắm. Hiểu không? Sắp tới sẽ có sóng bất động sản. Nhưng chưa phải bây giờ. Bắt đầu gì? Kịp cung xuống rồi nè. Khi nào nó kịp quê với khối lượng như vùng này này, phang vào cho em. Nó sẽ bám EMA50. Nếu mà tích lũy ở đây được khoảng 3 tháng thì chúng ta bắt đầu đánh mặt vào đó. Từ giờ đến 3 tháng nữa là sóng bất động sản đó anh chị. Vì sao? Quý 3, quý 4 lúc nào là sóng bất động sản thì tới thời điểm đó là ngon nhất. Nên là mọi người lưu ý với em cái trạng thái bối cảnh thời điểm hiện tại. Và em xin nhắc lại nè, anh chị nào mà chưa tham gia cái cộng đồng ông Tài Vlog thì tham gia dưới cái phần mô tả. Em chia sẻ cho nhà đầu tư về kiến thức về sóng ngành. Thứ hai là gì? Anh chị nhớ like video, đăng ký kênh giúp em để ủng hộ em nhé. Rồi thứ ba là gì? Thứ ba là chúc anh chị một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả. Và ngày mai chờ đợi những cái cổ phiếu có khả năng chạy nước rút để chúng ta định hình lại thị trường. Nếu những cái cổ phiếu đó chạy nước rút về thị trường là anh chị đừng mơ nó giảm sâu, đừng mơ nó lấp gáp.
Còn nếu trường hợp mà nó không chạy nước rút thì chúng ta sẽ đánh giá lại các kịch bản. Mọi người lưu ý. Rồi, chúc anh chị một tuần giao dịch thật là hiệu quả. Em xin chào tạm biệt.